chương 2420, bồi thường, Thánh Nguyên học viện hội tụ thiên tài xuất sắc nhất toàn bộ tiên vực, lại có 22 vị tiên vương tầng 9 làm hậu trường, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người lại đây. Hơn nữa, thiên tài tiến vào học viện, sau lưng tự nhiên còn có thể có cái bóng của các đại giáo, đây cơ hồ là thế lực lớn của toàn bộ tiên vực liên hợp đến cùng một chỗ. Có thể dự kiến, nơi này sắp trở thành địa phương phồn hoa nhất, tự nhiên xúc tích cơ hội thương nghiệp vô tận, đại diện cho của cải cuồn cuộn không ngừng. Hiện tại Lăng Hàn vẫn rất coi trọng tiền tài, hết cách rồi, tiên ma kiếm còn chỉ là tứ tinh chuẩn tiên khí, muốn một đường tăng lên, tự nhiên cần lượng lớn thần thiết cấp 20, cái này đều là tiền, hơn nữa con số cực kỳ đáng sợ. Nơi này bị Liễu Tuấn vừa ý nói rõ là khối phong thủy bảo địa, vậy sau này Lăng Hàn luyện chế ra đan dược ném vào, tự có thể mang đến của cải đáng kể. Hắn cho tới bây giờ không phải người có thể chịu thiệt, nếu Liễu Tuấn quấy nhiễu nơi này, vậy đối phương nhất định phải bồi thường, đừng hòng ngoại lệ. Chỉ hơn nửa ngày, Vũ Hoàng liền trở về. Tứ đệ, Nhị ca, Vũ Hoàng cười ha ha, nhanh chân đi vào, khí tức phun trào như biển, cực kỳ đáng sợ. Chúc mừng Nhị ca, thành công bước vào Thiên Hồn cảnh. Lăng Hàn chắp tay cười nói, Vũ Hoàng cười cợt, lôi kéo Lăng Hàn lên lầu, pha trà thơm, cùng Lăng Hàn tâm sự. Hai người hàn huyên một hồi, tuy Vũ Hoàng bước vào Thiên Hồn, nhưng thời gian ngắn ngủi, hơn nữa trong Lệ Thủy Thành cũng chỉ có phòng tu luyện thời gian 200 lần. Hắn ngay cả thiên hồn đỉnh cao cũng không có đạt đến, tự nhiên không thể tu đến chín phân hồn. Lăng Hàn nói ra dự định của hắn, Vũ Hoàng đương nhiên sẽ không phản đối, chỉ nói tùy ý liền tiến vào hắc tháp, hắn phải nhanh một chút tu ra chín phân hồn. Vũ Hoàng bắt đầu tu luyện, Lăng Hàn thì trước tiên ở lại trong Vũ Hoàng Các, kiên trì chờ đợi vị tuấn thiếu kia đến. Chớp mắt một cái ba ngày liền đi qua, nhưng vị tuấn thiếu kia không có hiện thân, cho đến ngày thứ tư. Lâm thiếu, không tốt. Có người ngăn cửa nói muốn gặp người phụ trách của bản điếm. Có phục vụ chạy tới bẩm báo, Lăng Hàn đang cùng nữ hoàng thưởng thức trà, bọn họ cũng đã tu phân hồn cảnh đến hầu như 10 phân vẹn 10, lại bế quan tìm hiểu đã không có ý nghĩa, kế tiếp chính là mở ra tiên phủ bí cảnh, sau đó đột phá. Vì lẽ đó, hiện tại bọn họ cực kỳ nhàn nhã, Lăng Hàn cũng phóng trọng tâm tới luyện đan, cửa lớn thất luyện lúc nào cũng có thể mở ra. Tới sao? Lăng Hàn cười nhìn về phía nữ hoàng nói, hiện tại hắn dùng tên giả Hàn Lâm cũng thoáng sửa lại dung mạo, có khi thiên thuật đại thành che lấp khí tức, ngay cả tiên vương tầng 9 không quan sát tỉ mỉ cũng rất khó nhìn ra bộ mặt thật của hắn. Nữ hoàng cũng dùng khi thiên thuật thay đổi dung mạo và khí tức của mình, tuy vẫn tuyệt mỹ cảm động, nhưng không có kinh diễm xuất trần như trước. Nàng gật gù, đi xuống xem một chút liền biết, lăng hàn ở dưới nữ hoàng làm bạn đi xuống tầng dưới, hổ nữ lại chạy ra ngoài chơi, còn oán giận lăng hàn không thương nàng, các nữ khác thì ở trong hắc tháp cần tu, các nàng mở ra giới hạn trên cảnh giới, tự nhiên không nỡ lòng lãng phí thời gian. Đi tới lầu dưới, chỉ thấy khu quý khách có bốn người ngồi, người phía trước nhất chính là nam tử nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, mười ngón thon dài, trắng loáng bóng loáng, thậm chí so với đại bộ phận phụ nữ còn muốn nhẫn nhụi. Hắn đang uống trà, tay trái bưng chén trà, tay phải cầm nắp, ngón áp út, ngón út hơi nhếch lên, cực kỳ nữ khí. Có điều phía sau hắn ngồi ba nam tử nam tính khí tức mạnh mẽ, một cái nhắm mắt chợp mắt, vóc người mập mạp đến kinh người, thịt muốn chảy đi ra, khiến người ta lo lắng cái ghế kia bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ. Một người toàn thân lục y, còn kém ở trên đầu lại đeo cái sừng. Người cuối cùng rốt cuộc xem như khá bình thường, nhưng trên đùi nằm ngang thanh kiếm, tay phải nắm chuôi kiếm thật chặt, cũng có chút quái lạ. Lăng Hàn tu luyện khi thiên thuật, không chỉ có thể ẩn giấu tu vi và khí thức của mình, hơn nữa đối với khí thức của người đặc biệt mẫn cảm, chỉ hơi hơi cảm ứng một hồi, Hắn liền phát hiện nam tử có cử chỉ giống như đàn bà kia là âm hồn cảnh, tên mập, Lục Nam, Kiếm Nam đều là thiên hồn. Một âm hồn lại có thể ngự trị ở trên ba tên cường giả thiên hồn, hoặc là nam tử có cử chỉ giống như đàn bà kia hậu trường kinh người, hoặc là hắn nắm giữ thân phận khác, đủ để thiên hồn đi theo. Trong lòng Lăng Hàn lập tức bay lên một cái tên, Liễu Tuấn. Người này là đan sư Tam Tinh, chỉ luận địa vị tương đương với tiên phủ cảnh, vậy thu phục mấy thiên hồn cảnh tự nhiên không kỳ quái. Ngươi chính là ông chủ mới của chỗ này, nam tử có cử chỉ giống như đàn bà hỏi, lang hàn khẽ mỉm cười, nam tử có cử chỉ giống như đàn bà, ngươi chính là Liễu Tuấn. Mẹ, nam tử có cử chỉ giống như đàn bà, cơ thể Liễu Tuấn hơi run lên, cha mới vừa uống vào miệng suýt chút nữa phun ra ngoài. Hắn nơi nào giống đàn bà, bởi vì luyện đan cần phân kiếm dược liệu, mà để không thương tổn dược liệu, hắn tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí, nên dưỡng thành thói quen gión rén, thỉnh thoảng dùng lan hoa chỉ thói quen như vậy cũng mang vào trong cuộc sống của hắn, nhưng cái này xem như là nam tử có cử chỉ giống như đàn bà sao. Lớn mật, lục nam đột nhiên đứng lên, lớn tiếng hét lớn, oanh, âm thanh hóa thành cuộn sóng, oanh oanh oanh, toàn bộ sàn nhà bị chấn đến mức nát tan, cũng một đường nghiền ép về phía lăng hàn. Lăng hàn tiện tay bổ ra một trường, soạt, sóng âm kéo tới nhất thời hóa thành hai đạo, phân hai bên hắn cùng nữ hoàng dâng lên, oanh oanh oanh, sàn nhà, bàn, ghế phía sau bị phá hoại sạch sành xanh. Hắn không hề để ý, ngược lại cuối cùng tất cả những thứ này đều sẽ tính ở trên đầu Liễu Tuấn, để hắn bồi là được. Có chút thực lực, chẳng trách dám năm lần bảy lượt từ chối ý tốt của bản thiếu. Liễu Tuấn hừ một tiếng, tạm thời đè xuống không vui khi Lăng Hàn gọi hắn là nam tử có cử chỉ giống như đàn bà. "Ta muốn tiệm này, giá tiền tùy ngươi mở, 100 triệu tinh thạch." Lăng Hàn nói, Liễu Tuấn nhất thời lộ ra vẻ giận dữ, một cửa hàng rách lại muốn 100 triệu tinh thạch. "Sao ngươi không đi cướp a?" À? không nên hiểu lầm, lang Hàn mỉm cười, đây là tiền bồi thường, ngươi sẽ không cho rằng đánh người của ta, đập phá cửa hàng của ta là có thể quên đi như thế chứ. Chương 2421, bồi hạ. Lần này, đừng nói Liễu Tuấn tức giận đến bốc khói, ngay cả bàn tử cũng mở hai mắt ra, lộ ra hung quang hách người, mà kiếm nam càng rút trường kiếm ra, sát ý sôi trào. Ha ha ha, Liễu Tuấn cười gần ba tiếng, lá gan của ngươi rất lớn ta chưa từng thấy người gan to bằng trời như ngươi. Có điều, không biết kính nể, không biết tiến thối, người như vậy cũng chết rất nhanh. Hả, người đây là đang uy hiếp ta sao? Lam Hàn nhoẻn miệng cười, không phải uy hiếp mà là sự thực. Liễu Tuấn hừ một tiếng, hổ ca, xin ngươi ra tay đi. Hừ, thiện ý không nghe, nhất định phải bản thiếu đi đánh, thực không biết cái gọi là. Rước tiếng, bàn tử liền đứng lên, đùng, cái ghế bị đẩy một cái, nhất thời tuyên cáo chết yểu một trăm vạn tinh thạch lang hàn hảo ý nhắc nhở chỉ chỉ cái ghế bị phá nát kia sau đó nói với bản tử ngươi là tự mình chi tiền hay tính vào chương mục của nam tử có cử chỉ giống như đàn bà kia ngươi là thủ hạ của hắn liền tính chung cho hắn a à, ta thu sẽ dễ dàng một chút đánh nát miệng của hắn cho ta liễu tuấn giận dữ hết hắn thật vô cùng phẫn nộ hắn là đan sư tam tinh càng có hy vọng bước vào tứ tinh đừng nói cường giả tiên phủ cảnh ở trước mặt hắn cũng khách khí ngay cả thang nguyên cảnh cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Hiện tại bị lang hàn trái một câu nam tử có cử chỉ giống như đàn bà, phải một câu nam tử có cử chỉ giống như đàn bà treo ở trong miệng, để hắn làm sao chịu được? Người cuồng ngạo, người phải vì mình vô tri mà trả giá đau đớn thê thảm. Bàn tử uy nghiêm đáng sợ nói, tuy hắn mập đến đòi mạc, nhưng không thích người khác nói là mập, béo. Hắn nâng tay phải lên, một cái phủ văn đen như mực sáng lên, nhất thời một luồng hắc ám từ dưới chân của hắn lan tràn ra mở rộng về phía bốn phương tám hướng. Đây là kịch độc, có một luồng khí tức mục nát tàn mắt ra, khiến người ta nghe liền muốn ói. Không chỉ mùi vị hôi thối, chỉ thấy sàn nhà cùng tất cả đồ vật bị hắc ám chạm phải, tất cả đều hóa thành độc thủy, còn bốc lên hắc khí. Ha ha, ở trong lĩnh vực ám độc của ta, độc tố ở khắp mọi nơi, mà ngươi chỉ cần tiếp xúc được một tia, thần hồn sẽ mất cảm giác, sau đó từ từ mục nát, hóa thành một bãi độc thủy. Bàn tử cười to, chỉ cần hắn mở ra lĩnh vực ám độc liền ý nghĩa hắn đã thắng một nửa. Lăng Hàn quét mắt bốn phía, không khỏi lắc đầu nói. 400 vạn tinh thạch, 8 triệu tinh thạch, chỉ cần độc tố ăn mòn đi một cái ghế, một cái bàn hoặc một viên gạch, hắn liền báo ra một con số bồi thường, tự nhiên là liên tiếp trèo cao, rất nhanh đạt đến một con số trên trời. Bàn tử nguyên bản cực kỳ chắc chắc, nhưng thời gian mấy tức sau, nụ cười trên mặt liền cất đi, lộ ra vẻ khó tin. Sao người vẫn không có ngã xuống? Cái này không hợp đạo lý A. Lăng Hàn chừng một chút nói, ngươi còn muốn quyệt nợ sao? Lúc này, Lục Nam, Kiếm Nam cũng dồn dập đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn tràn ngập kiêng kỵ. Lăng Hàn tản mát ra khí tức chính là thiên hồn cảnh, sắp xỉ bọn họ, nhưng vừa nãy Lăng Hàn rõ ràng không có sử dụng bất luận thủ đoạn gì, lại làm cho độc tố công kích của bàn tử không có hiệu quả chút nào, sự tình bọn hắn không thể lý giải, cũng bởi vậy phát lên kiêng kỵ mãnh liệt. 240 triệu tinh thạch, cảm tạ chăm sóc. Lăng Hàn nhìn về phía Liễu Tuấn cười nói, Liễu Tuấn nhìn Lăng Hàn thật sâu, đột nhiên đứng lên nói, coi như ta nhìn nhầm, hóa ra trong Vũ Hoàng các nho nhỏ lại còn ngọa hổ tàng long. Lần này, ta nhận thua, đi." Hắn xoay người muốn ra điếm, nhưng vừa xoay người lại, liền cảm thấy cái cổ căng thẳng, sau đó thân thể nhẹ bấng, đã bị người xách lên. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải Lăng Hàn thì là ai? Hắn vừa giận vừa sợ, lại dám xách cổ đan sư Tam Tinh như hắn? đây là vô cùng nhục nhã mặt khác trong lòng hắn lại hoảng sợ có ba người bàn tử ở một bên lại để lăng hàn bắt hắn lẽ nào ba người này là bài trí sao nguyên nhân chỉ có một chính là lăng hàn quá mạnh mẽ mạnh đến ba người bàn tử ngay cả thời gian phản ứng cũng không có ngươi ngươi muốn thế nào hắn run giọng hỏi ngươi ngốc sao lăng hàn lắc đầu đương nhiên là bồi tiền a à, làm sao ngươi còn muốn không trả tiền liền nghinh ngang đi ra ngoài liễu tuấn đỏ cả mặt hắn còn chưa từng bị người uy hiếp qua như vậy không đây là trần trụi đánh cướp a làm sao còn không muốn trả lam hàn trừng mắt lên liễu tuấn cực kỳ uất ức là một đan sư hắn có vô số bằng hữu võ đạo mọi người đều có nhu cầu đan dược tự nhiên khách khách khí khí với hắn thậm chí nâng đến trời cao nhưng mà đột nhiên đến một cái không theo thông thường an bài cảm giác yêu việt của hắn lập tức bị đánh đến thương tích đầy mình hắn cắn răng nói ta trả thời khắc này hắn cũng hận ba người bàn tử đến nghiến răng còn nói mình là cao thủ làm hại hắn lãng phí rất nhiều đan dược kết quả thời điểm cần dùng lại không có chút tác dụng tiền đâu lăng hàn đưa tay ra trên người ta không có mang nhiều tinh thạch như vậy liễu tuấn khuất nhục nói muốn nợ ý tứ không tốt điếm nhỏ không cho nợ lăng hàn vỗ vỗ vai của liễu tuấn cười khanh khách đối với kim chủ tính khí của hắn tự nhiên là rất tốt liễu tuấn không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm khắp người Trước lấy ra toàn bộ tinh thạch trong không gian thần khí, cái này đương nhiên còn thiếu rất nhiều, không thể làm gì khác hơn là dùng đan dược, dược liệu thay thế. Ở đây, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không chú ý, ngược lại hắn cũng là đan sư, vừa vặn tiết kiệm thời gian của hắn. Nhưng làm sao tập hợp cũng không đủ 200 triệu tinh thạch, ngay cả ba người bàn tử, Lục Nam cũng đào không đổ vật trên người, miễn cưỡng tiến đến 150 triệu. Lăng Hàn vung tay lên nói, con người của ta từ trước đến giờ dễ nói chuyện con số còn lại thì thôi. Dễ, dễ nói chuyện, bốn người Liễu Tuấn đều sắp muốn tức đến ngất đi, chỉ đánh hỏng chút gia cụ, tổn thương mấy người, lại phải bồi thường 200 triệu tinh thạch, có người hiểm độc như thế sao? Các ngươi không phải là rất cảm kích ta đấy chứ? Lăng Hàn cười khanh khách nói, nhưng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Cảm kích, cực kỳ cảm kích, bốn người Liễu Tuấn vội vàng gật đầu, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hiện tại tuyệt đối không thể làm tức giận ác ma này chương 2422, mời người ra tay. Đi thôi, lang Hàn rất đại lượng mà thả bốn người rời đi. Bốn người liễu tuấn ra điếm, vội vã nhanh chân bỏ chạy. Bọn họ trở về Thánh Nguyên học viện, theo lý ba người lục nam không có tư cách tiến vào học viện, ngoại trừ nắm giữ một nghệ gia, vậy ở trên võ đạo ít nhất phải là hoàng giả mới có thể đi vào học viện. Mục tiêu của học viện, thấp nhất là bồi dưỡng được tiên vương tầng 1, mà vương giả trên căn bản không có khả năng bước vào tầng thứ này. Có điều mỗi một tên đệ tử của Thánh Nguyên Học viện đều cho phép có tùy tùng của mình, thành lập thế lực của mình, có thể những đại nhân vật kia cũng cân nhắc đến ngày sau lúc khai chiến với thế lực hắc ám, mỗi một học sinh bước vào Tiên Vương cũng có thể có thành viên nòng cốt của mình, tăng cường lực lượng. Vì lẽ đó, ba người Lục Nam có thể theo Liễu Tuấn tiến vào Thánh Nguyên Học viện, chỉ là điểm này liền hấp dẫn vô số võ giả, hiện tại ai không muốn vào Thánh Nguyên Học viện. Phế vật, phế vật, đều là phế vật, Liễu Tuấn vừa về tới chỗ ở của mình liền nổi nóng. Thánh Nguyên Học Viện là do 22 vị tiên vương tầng 9 liên thủ chế tạo, đương nhiên cực kỳ phi phàm, không chỉ vô cùng lớn, hơn nữa còn đưa đến rất nhiều đại sơn ở tiên vực, linh khí sung túc, còn nắm giữ thuộc tính đặc bị ệt. Có đại sơn thuộc tính kim, ở phía trên tìm hiểu, đối với tu luyện quy tắc hệ kim sẽ nắm giữ chỗ tốt cực lớn. Tương tự, còn có đại sơn thuộc tính thủy, băng tuyết bao trùm, thủy long quấn quanh, đại sơn thuộc tính lôi, chớp trắng lóa suốt ngày không dứt đan sư như liễu tuấn tự nhiên là ở trên dược sơn trên núi gieo cả các loại dược liệu thậm chí còn có vài cây tiên dược nhưng các tiên dược cơ bản đều ở trong ngũ hành loại như không gian hoa thì ngay cả tiên vương cũng không thể mạnh mẽ kéo đến nơi đây hắn nắm giữ một gian động phủ linh khí sung túc vừa lợi cho tu luyện tương tự cũng lợi cho luyện đan ba người lục nam nhưng cúi thấp đầu không nói tiếng nào có thể nói cái gì a à? bọn họ xác thực không có chút tác dụng ngược lại bởi vì phá hoại gia cụ tăng thêm nợ nần cho Liễu Tuấn. Nhưng bọn họ cũng rất oan ức, nguyên bản tu vi thiên hồn đã đủ mạnh, coi như thiên tài hàng đầu trong học viện cũng vừa mới đột phá thiên phủ, thiên hồn còn chưa đủ trâu bò sao. Nhưng sự thực là đẫm máu như thế, để ba người hoàn toàn không có chỗ chống biện giải. Liễu Tuấn phát ra một trận tính khí, sau đó cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Thù này, phải báo, hắn nói, đó là đương nhiên, không nói cái khác, chỉ là bị lang hàn bẫy đi 150 triệu tinh thạch cũng không thể quên đi a. À. Đây chính là toàn bộ gia sản hắn mấy chục triệu năm qua khổ cực kiếm được, nghĩ tới liền để hắn đau lòng đến thổ huyết. Người này hẳn là hoàng giả cấp bậc thiên hồn, hắn suy đoán, bằng không không thể dễ dàng từ trong tay ba người lục nam bắt hắn. Thánh Nguyên học viện quy định, chỉ có hoàng giả mới có tư cách tham dự chân tuyển, mà hắn ở đây mở hiệu thuốc nói rõ hắn không có thông qua chân tuyển, bằng không ta không thể nào không biết có một nhân vật như vậy. Đã như vậy, vậy ta mời một tên thiên hồn đế giả ra tay. Hắn có thể dễ dàng chấn áp hắn. Vừa vặn, cốc ngọc thụ đang cầu ta giúp hắn luyện chế trúc bí đan, ta nhờ hắn giúp ta ra tay, hắn tất nhiên sẽ không thoái thác. Được, mời hắn ra tay, mặc dù nói là đi dạo phố, nhưng một chút hổ nữ liền chạy trở về. Quá chán, nàng vừa vào cửa liền oán giận nói những thứ kia làm sao làm sao ăn không ngon. Đang nhổ nước bọt đến lợi hại, chỉ nghe một tiếng cười gần, Liễu Tuấn lại trở về. Hàn Lâm, hắn uy nghiêm đáng sợ nói, ăn qua một lần thiệt thòi, hắn tự nhiên tìm hiểu rõ ràng nội tình của Lăng Hàn. Người hắc của ta bao nhiêu đồ vật, ta không chỉ muốn ngươi nhả ra toàn bộ, còn phải tăng gấp bội. Lăng Hàn đang bị hổ nữ tàn phá lỗ tai đến sắp muốn nứt ra, bị Liễu Tuấn đột nhiên xuất hiện, không khỏi đại hỉ, đây chính là người tốt cứu khổ cứu nạn A. Hắn nhìn hổ nữ lắc đầu, ra hiểu hiện tại là thời điểm phải làm chính sự. Hổ nữ nguyên bản rất khó chịu, lập tức nghiêng đầu qua, tàn bạo chừng Liễu Tuấn. Liễu Tuấn là thiên tài đan đạo không sai, nhưng ở trên võ đạo không có thiên phú quá mức đặc thù, võ đạo chi tâm đương nhiên cũng không phải rất mạnh mẽ, bị hồ nữ chừng như thế, nhất thời đằng 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 lui về phía sau, suýt chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Không ngồi xuống, không phải hắn khắc phục hàn ý trong lòng, mà là được một người phía sau đưa tay ra, đặt ở trên lưng, lúc này mới ngăn cản hắn xấu mặt. Đây là một người trẻ tuổi phong thần Tuấn Lãng, mặc áo trắng, tóc đen xóa tung, từng sợi đều tỏa ra thần quang, phảng phất như thần tiên trong người. Có điều, anh Tuấn là anh Tuấn, thần lãng là thần lãng, nhưng đầy mặt đều là kiêu ngạo, nhìn Lăng Hàn nói. Lấy ra toàn bộ tiền tài bẫy người, bồi thường gấp bội nữa, ta lại đoạn ngươi một tay, chuyện này coi như giải quyết. Đoạn ngươi một tay, là bởi vì ngươi để ta ra tay. Hắn chỉ ngực của mình, cốc ngọc thụ ta ra tay, chưa từng có đạo lý không thấy máu. Cuồng, cũng thật là đủ cuồng, Lăng Hàn không khỏi sinh hứng thú, nhìn về phía Liễu Tuấn hỏi. Ngươi là từ nơi nào tìm được cái ngu ngốc này? Rất dụ người a, à, muốn chết sao?" Liễu Tuấn vẫn không trả lời, Cốc Ngọc Thụ đã hừ lạnh, ánh mắt nhìn thẳng Lăng Hàn, tỏa ra hàn ý uy nghiêm đáng sợ. Lúc này Liễu Tuấn mới nói, "Ngươi biết hắn là ai sao? Cốc huynh là học sinh hạng nhất của Thánh Nguyên Học viện, đường đường đế giả, tuy giống như ngươi đều là thiên hồn, nhưng thực lực không biết muốn nghiền ép hoàng giả như ngươi bao nhiêu lần." Lăng Hàn không khỏi cười nói, "Làm sao ngươi biết ta là hoàng giả?" vạn nhất ta cũng là đế giả thì sao? Chuyện cười, cốc ngọc thụ diễu cợt nói, đế giả là nhất định có tư cách tiến vào học viện, hoàng giả mới chỉ có tư cách tham dự chân tuyển, người tất nhiên là không có thông qua chân tuyển, lại ngựa nhớ chuồng không đi, mới sẽ lưu lại ở đây. Thân là một võ giả, lại bán dược mà sống, thực sự là mất mặt. lang hàn cười ha ha, có bản lĩnh người không ăn đan dược a à? cốc ngọc thụ không thèm để ý, dưới cái nhìn của hắn đan sư chỉ là công cụ phục vụ võ giả, nếu không có hắn cần đại lượng trúc bí đan đến xung kích tiên phủ cảnh, ngay cả Liễu Tuấn cũng không ở trong mắt hắn. chương 2423, lại muốn bồi thường tiền. Hắn xem thường đầu bếp, chẳng lẽ còn không ăn cơm. Hiện tại, ta không chỉ muốn phế bỏ một cánh tay của ngươi, càng muốn đánh nát cái miệng thúi của ngươi. Cốc Ngọc Thụ uy nghiêm đáng sợ nói, Liễu Tuấn nhất thời liên tục gật đầu, hắn cũng hận cái miệng của Lăng Hàn thấu xương. Hai người các ngươi, nhanh cút cho nữ, hổ nữ nhe răng, lộ ra hung ác, ánh mắt của Liễu Tuấn cùng Cốc Ngọc Thụ đảo qua, đồng thời lộ ra vẻ kinh diễm. Trước bọn họ không phải là không có gặp qua hổ nữ, chỉ là trọng điểm ở trên lăng hàn, như chuồn chuồn lướt nước, không có nhìn cẩn thận. Nhưng hiện tại không giống, hổ nữ cướp đi ra, nhất thời để bọn họ nhìn rõ ràng. Cô nàng này, đẹp quá, thật thuần, lại như một đạo thanh tuyền, khiến người ta nhìn liền thoải mái. Tránh ra, cốc ngọc thủ quát lên, chỉ là tuyên mang theo mệnh lệnh, nhưng ngữ khí không quá nghiêm khắc hổ nữ chống nạnh nói đáng ghét ngày hôm nay nữ vốn một bụng khó chịu các ngươi còn dám nôn khí với nữ hừ các ngươi xong đời nữ muốn bạo hoa cúc của các ngươi nghe nói như thế ngay cả lăng hàn cũng chảy mồ hôi lạnh một lần làm mẫu sai lầm hoàn toàn dạy hư tiểu nha đầu a cốc ngọc thụ trầm mặt lộ ra vẻ bất mãn hổ nữ cũng tu luyện khi thiên thuật dùng mạo khí chất đều có một chút biến hóa tuy vẫn cực kỳ mỹ lệ nhưng giống nữ hoàng so với tuyệt mỹ trước đây là kém hơn rất nhiều bởi vậy, tuy cốc ngọc thụ thưởng thức hổ nữ mỹ lệ, nhưng vẫn không có đạt đến tình trạng mê muội. Cô nương, người đây là sai lầm. Oanh, hắn một câu nói còn chưa nói hết, liền thấy một quả đấm đập tới. Đừng nhìn quả đấm này cực kỳ thanh tú, nhưng cốc ngọc thụ lập tức chấn động tới một thân mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy nếu như bị nắm đấm này đập chúng, hắn tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không kịp nhớ đi suy nghĩ tại sao hổ nữ lại cường đại như thế, vội vàng giơ hai tay lên, ở trước người hóa thành hình chữ thập một quyền đánh rơi, trước người của hắn lập tức hình thành một màn ánh sáng, có thanh long ngâm nga, có bạch hổ rít gào, có chu tước dương cánh, có huyền vũ chống trời. Nắm đấm của hổ nữ bị ngăn lại, nhưng tiểu nha đầu cũng không có thu hồi nắm đấm, mà hư một tiếng, oanh, trên quả đấm nhỏ của nàng lập tức bao vây lên tầng một quang diễm. Thiên địa bản nguyên, tử diễm tâm linh hỏa, màn ánh sáng trước người cốc ngọc thụ lập tức hiện ra từng vết nứt, thẻ thẻ thẻ, vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm ầm phá nát. Nắm đấm của hổ nữ tiến quân thần tốc, chỉ là cốc ngọc thụ cũng đạt được cơ hội thở lấy hơi, dưới chân điểm một cái, cấp tốc lui về phía sau. Hắn không khỏi ngơ ngác, vừa nãy mình triển khai tứ tượng công, chính là một vị tiên vương tầng 8 sáng chế, hắn cũng hoàn toàn đạt được thần tủy của công pháp, chỉ giới hạn ở cảnh giới không cách nào thôi phát ra uy năng to lớn nhất. Nhưng cái này cũng không phải cường giả cung cấp có thể đánh tan, đặc biệt là chỉ ăn một quyền. Hỏa kia, thật đáng sợ, a à, hắn đột nhiên ôm đầu, chỉ cảm thấy một luồng ý niệm đáng sợ đang trùng kích thần hồn của hắn, nhất thời thất khiếu chảy máu, dáng dấp vô cùng thê thảm. Tử diễm tâm linh hỏa, không chỉ công kích vật lý đáng sợ, còn nhằm vào tâm linh. Cốc ngọc thụ làm sao có khả năng ngờ tới trên người hổ nữ còn có một đạo thiên địa bản nguyên, ngay cả tiên vương cũng rất khó thu được. Oanh, ý thức chiến đấu của hổ nữ cực kỳ cường hãn, đã sớm nhào lên, song quyền huy động liên tục, oanh oanh oanh, nhắm cốc ngọc thụ đánh một trận mãnh liệt. Nguyên bản cho dù cốc ngọc thụ không bằng hổ nữ cũng sẽ không kém nhiều như vậy, nhưng ai bảo hắn bất cẩn chứ? Đạt đến cấp số như bọn họ, một nước sai, thua hết bàn. Cốc ngọc thụ chỉ không ngừng chống đỡ, nhưng thể lực của hổ nữ cũng cực kỳ đáng sợ, tuy không bằng lăng hàn, nhưng đã sớm bước vào tiên phủ, điều này làm cho tốc độ gia quyền của nàng vượt xa cốc ngọc thụ. Oanh oanh oanh, hổ nữ quyền như mưa rơi, cốc ngọc thụ chỉ có không ngừng lùi, một đường lùi, tự nhiên sẽ đụng vào cái bàn, vách tường, không nghi ngờ chút nào, hắn đụng vào cái gì, cái đó sẽ lập tức đổ nát. Lăng Hàn thì ở một bên cười khanh khách nói, 100 vạn tinh thạch, 200 vạn tinh thạch, mỗi báo ra một con số, hắn liền nhìn Liễu Tuấn một chút, để Liễu Tuấn không khỏi muốn giơ chân, lại không phải hắn đánh hỏng, mắc mớ gì đến hắn. Hơn nữa, còn có rất nhiều thứ là hổ nữ làm hỏng, tại sao cũng tính vào. Sau khi nhổ nước bọt, trong lòng Liễu Tuấn kinh hoàng, xem dáng dấp như vậy, cốc ngọc thụ có khả năng cực cao không phải đối thủ của Mỹ nữ kia. Làm sao có thể, cốc ngọc thụ là đế giả, hổ nữ lại không phải tiên phủ, vì cái gì có thể đánh cho cốc ngọc thụ không còn sức đánh trả chút nào. T, điều này nói rõ hổ nữ cũng tương tự là đế giả. Nhưng vì cái gì đế giả không có tiến vào thánh nguyên học viện. Đã qua 30 năm A, cốc ngọc thụ thất bại sao? Ở trong đầu hắn bay lên một ý niệm như vậy, nguyên bản hắn căn bản sẽ không hoài nghi thực lực của cốc ngọc thụ, người có thể áp chế cốc ngọc thụ. Trong thiên hồn cảnh căn bản không tìm ra được nhiều nhất chỉ cùng hắn thực lực tương đương. Nhưng hiện tại, Liễu Tuấn tràn ngập lo lắng, có lo lắng thay cốc ngọc thụ, cũng có lo lắng thay túi tiền của mình, vừa nãy lăng hàn báo một con số liền liếc hắn một cái, rõ ràng là muốn hắn bồi A. Cốc ngọc thụ, người nhất định phải thần dũng phản kích A. Đáng tiếc, không như mong muốn, cốc ngọc thụ không có tìm được điểm phấn khởi phản kích, trái lại bị hổ nữ áp chế càng ngày càng thảm. Hổ nữ không chỉ thiên phú võ đạo kinh người, hơn nữa ý thức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, dưới tình huống sức chiến đấu tương đương, chỉ cần bị nàng nắm lấy cơ hội, ngay cả lang hàn cũng không thể chờ mình. Vậy cốc ngọc thụ sao làm được, bởi vì đã bị hổ nữ gần người, hắn thậm chí không có thời gian đi lấy ra chuẩn tiên khí, pháp chỉ. Chỉ có thể không ngừng ứng phó nắm đấm như mưa xối xả của hổ nữ, bằng không chỉ cần bị bắn trúng một phát, coi như hắn cầm ra pháp chỉ, chuẩn tiên khí, nói không chắc đã hôn mê. Hắn chỉ có thể bảo vệ chỗ yếu, bởi vì tốc độ ra tay của hắn hoàn toàn theo không kịp hổ nữ, những vị trí như cánh tay, chân. Đều chỉ có thể từ bỏ, chịu đòn liền chịu đòn đi. Một bên đánh, hắn một bên lùi, bởi vì bị hổ nữ hoàn toàn áp chế, hắn không thể dựa vào lực lượng vươn mình, không lùi thì làm gì. chương 2424 thu thêm, oanh, 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 hắn lùi lại như thế, rất nhanh liền xô đổ vách tường của hiệu thuốc. Cái này 20 triệu tinh thạch. Lăng Hàn nhìn về phía Liễu Tuấn nói, quan hệ gì tới ta a? À? Liễu Tuấn khóc không ra nước mắt, Hắn thật không có tiền nha. Oanh, cốc ngọc thụ còn lùi, lại va hỏng một bức tường. Lại 20 triệu, Lan Hàn tính toán nói. Liễu Tuấn không nhịn được, nhảy lên nói, đây căn bản không phải cửa hàng của nhà ngươi. Đúng, cốc ngọc thụ đã lùi ra hiệu thuốc, hắn đánh ngã chính là tường của cửa hàng nhà khác, cùng Vũ Hoàng các không có chút quan hệ nào. Lan Hàn lườm hắn một cái, ngươi quản quá rộng đi, ta thu thêm không được sao? Thu thêm, Liễu Tuấn dùng mình một cái hắn nhìn thấy phía sau cốc ngọc thụ, là gian phòng đông nghịt A. Một đường lùi, một đường phá, lăng hàn toàn bộ thu thêm, coi như hắn cầm nửa cuối cuộc đời ra sức làm, có thể trả hết sao. Cốc ngọc thụ A, người phấn khởi phản kích đi, cầu ngươi. Đáng tiếc, trời xanh không nghe thấy hắn khẩn cầu, cốc ngọc thụ cũng tương tự không có, hắn vẫn oành 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 mà đánh vỡ từng bức tường như cũ, để lăng hàn báo ra từng con số làm tim người ta đập nhanh hơn. Liễu Tuấn cảm giác sắp muốn té xỉu, tuy hắn cũng là người gặp qua tràng diện lớn, nhưng tưởng tượng đến món nợ kia, sắc mặt hắn liền sám ngắt. Có điều, hắn lo lắng rất nhanh liền kết thúc, cũng không phải cốc ngọc thụ phấn khởi phản kích, có hy vọng đắc thắng, mà là hắn cuối cùng bị hổ nữ đánh bại, đè xuống đất mãnh liệt đánh, vậy tự nhiên không thể đánh hỏng cái gì nữa a. À. 980 triệu tinh thạch, cảm tạ chăm sóc. Lăng Hàn nhìn về phía Liễu Tuấn, ý cười dịu dàng. Liễu Tuấn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thật hôn mê bất tỉnh. Một là sợ, hai là tức nào có như vậy đánh vỡ mấy bức tường hủy vài cái bàn liền bồi nhiều tiền như vậy bạo cúc bạo cúc hổ nữ tràn đầy phấn khởi mà sách cổ của cốc ngọc thụ trở về đi tới cửa tiệm thuốc nàng vung tay một cái cốc ngọc thụ liền nằm bò trên đất thật vừa vặn cái mông nhổng lên thật cao tiểu nha đầu lấy ra một cây thiết côn đầy mặt đều là vẻ chờ mong ngừng 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 lang hàn vội vã đưa tay ngăn cản vui đùa một chút có thể dọa người cũng được nhưng người không thể làm thật a à. không muốn nữ muốn chơi, hổ nữ chu cái miệng, chơi không vui, lang hàn khuyên nhủ, chơi vui, hổ nữ làm nũng, lang hàn trực tiếp nhét một cái đùi gà vào trong miệng của hổ nữ. Ngoan ngoãn ăn thịt đi, hổ nữ còn ủng ục, rất muốn phun cái đùi gà này ra, lấy biểu đạt nàng bất mãn trong lòng. Nhưng không ngờ cái đùi gà này quá mỹ vị, làm cho nàng căn bản không nỡ phun ra, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu gặm. Vừa ăn, một bên dùng ánh mắt đáng tiếc đảo qua cái mông của cốc ngọc thụ, nàng từ đầu đến cuối không có quên ý nghĩ bạo cúc. Dù chịu trọng thương, đã có chút thần trí mơ hồ, nhưng cốc ngọc thụ vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng, võ giả đối với nguy hiểm có một loại trực giác bản năng, đặc biệt là đế giả như hắn. Lăng Hàn tóm lấy cốc ngọc thụ cùng Liễu Tuấn, nhét vào trong ghế, nguyên lực nhẹ nhàng chấn động, hai người nhất thời từ từ tỉnh lại. Đập vào mắt đầu tiên tự nhiên chính là nụ cười như hoa của Lăng Hàn, tràn đầy hiền lành, nhưng Liễu Tuấn cực kỳ rõ ràng, sau lưng khuôn mặt này là tàn nhẫn bao nhiêu sau đó liền thấy hổ nữ gặm đùi gà một hồi lộ ra vẻ hưởng thụ một hồi lại hung thần ác sát để cho hai người đều sợ hãi trong lòng bọn họ xem như nhìn ra rồi cô nàng này căn bản không phải một người nói lý lang hàn khẽ mỉm cười nói đến chúng ta thương thảo vấn đề bồi thường ta không có tiền liễu tuấn rất thẳng thắn ngươi biết ta không có nói láo trước hắn liền đào hết gia sản của mình rồi lang hàn nhìn về phía cốc ngọc thụ ta không thèm để ý các ngươi ai trả tiền nói chung trả hết là được muốn bao nhiêu ta bồi là được cốc ngọc thụ ngạo nhiên nói còn quăng qua vẻ khinh bỉ với liễu tuấn còn là đan sư chỉ là vài bức tường mấy cái ghế cũng ra không nổi liễu tuấn âm thầm lắc đầu thầm nghĩ lão huynh a à, sau đó ngươi liền khóc vị này là giết người không nháy mắt a à. thoải mái lang hàn vỗ vai của cốc ngọc thụ ta chính là yêu thích người thoải mái như ngươi cốc ngọc thụ lại bay lên đắc ý nho nhỏ nhưng lập tức ở trong lòng phi 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 tốt lắm 980 triệu tinh thạch, xem ngươi thoải mái như vậy, ta tính chẵn cho ngươi, chính là 10 ức." Lăng Hàn nói, Cốc Ngọc Thụ nhất thời há to miệng, dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Lăng Hàn, chỉ cảm thấy người này là điên rồi, hay đầu óc cháy hỏng, lại dám mở miệng như thế. "Không phải là mấy cái ghế, vài bức tường sao? Một khối tinh thạch liền dư xài." Lăng Hàn không thích nói, "Ánh mắt ngươi như thế, loại vẻ mặt này là có ý gì? Không muốn bồi tiền sao?" Mới vừa rồi còn vỗ ngực nói mình rất thoải mái, làm sao liền hẹp hỏi rồi. Cốc Ngọc Thụ run cầm cập một hồi, mới nói. Vậy cũng không có khuyết đại đến người ức A. À. Hơn nữa, người khác tính chắn đều là giảm bớt, nào có như người còn tăng giá. Ngươi là nói ta hại ngươi. Lăng Hàn nhìn về phía Liễu Tuấn, cười nói. Đến, ngươi nói một chút, con người của ta không dối trên lửa dưới, công bằng công chính đến tình trạng thiên nhân cùng căm phẫn. Liễu Tuấn không có tâm tình nhổ nước bọt Lăng Hàn dùng từ không thích đáng bị Lăng Hàn dùng nụ cười kia nhìn, hắn sao dám nói cái gì bất lợi với Lăng Hàn. Hàn thiếu là người công bằng công chính nhất, hắn vội vàng nói, ngươi xem, Lăng Hàn vỗ vỗ tay, một bộ dáng rất quả nhiên như thế. Cốc Ngọc Thủ thật muốn một cước đạp lăn Liễu Tuấn, ngươi kinh sợ cái gì? Nơi này là lệ thủy thành, mà bọn họ là đệ tử của Thánh Nguyên Học Viện, Lăng Hàn lại dám thế nào với bọn họ sao? Tuy không phải 22 vị tiên vương tầng 9 đều đóng quân ở đây, nhưng chỉ cần có một hai vị ở đây, thần thức không trừ một nơi nào không chỗ nào không tới làm sao có khả năng nhìn bọn họ bị đánh giết đương nhiên tiên vương tầng 9 không thể quản loại chuyện nhỏ của bọn họ cái này cũng là vì sao lăng hàn dám công nhiên dọa dẫm ai bảo bọn họ chọc mình trước tiên hắc như thế nào đi nữa cũng là hắn chiếm lý quá nhiều cốc ngọc thụ cúi đầu nói tuy lăng hàn quá hắc nhưng hắn lại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy trên mặt cũng có chút không nhịn được a à, người nghèo như vậy lăng hàn một bộ rèn sắt không thành thép chương 2425, một quyền oanh lật. Người vậy cũng là đế giả sao? Cốc Ngọc Thụ chỉ cảm thấy rất oan ức, nếu như tài nguyên đập ở trên người hắn đổi thành tinh thạch, vậy đừng nói người ức chính là 100 tỷ cũng dư. Nhưng tiền tiêu ở trên người hắn, cùng hắn nắm giữ tiền có thể như nhau sao? Cho dù đế giả như hắn, trên người có 100 triệu tinh thạch liền vô cùng tốt, người ức thực sự là quá nhiều. Cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ kiếm ra được hắn khẽ cắn răng, cảm thấy không ném nổi bộ mặt này. Hắn thả rằng trước tiên cầm người ức tinh thạch nện ở trên người lăng hàn, lại mời người ra tay giải quyết lăng hàn, thu hồi tinh thạch lại. Như vậy sao được, người quyệt nợ thì sao bây giờ? Lăng hàn lắc đầu một cái, nhất định sẽ không, cốc ngọc thụ bảo đảm, ít nói nhảm, trước tiên cầm tiền trên người giao ra đây. Lăng hàn lấy ra một cây thiết côn, lại dài dòng văn tự, liền bạo hoa cúc của các ngươi. Hổ nữ nhất thời bĩu môi, còn nói bạo cúc chơi không vui, rõ ràng chính là mình muốn chơi, còn không cho nàng chơi. Liễu Tuấn cùng Cốc Ngọc Thụ đều sợ đến xanh cả mặt, bị bạo cúc ở trước mặt mọi người, sau này còn có mặt mũi làm người sao. Ta bồi, ta bồi, hai người đều vội vàng kêu lên, không tiền thì thế nào, đơn giản, ký giấy bán thân. Liễu Tuấn vì lăng hàn miễn phí luyện đan 10.000 năm, đương nhiên, đây là thời gian hiện thực, có điều tài liệu luyện đan đương nhiên là lăng hàn cung cấp, nếu không Liễu Tuấn liền thật muốn khóc chết mất. Mà cốc ngọc thụ thì phải nhận Lăng Hàn làm lão đại, thời gian cũng 10 ngàn năm, trong lúc này Lăng Hàn muốn hắn đánh ai liền đánh người đó, tuyệt không thể có bất luận nghi vấn gì. Giấy bán thân ký xong, lúc này Lăng Hàn mới thả Liễu Tuấn cùng cốc ngọc thụ rời đi. Làm sao bây giờ, trở lại phụ cận học viện, Liễu Tuấn rủ mặt hỏi. Hiện tại hắn thực sự quá hối hận, chỉ vì muốn tìm vị trí cửa hàng không tệ, kết quả không chỉ tổn thất to lớn, còn bồi mình vào, phải không công luyện đan cho người 10 ngàn năm. Cốc ngọc thụ siết hai tay, sắc mặt trắng bệch, hắn suy nghĩ một chút nói, người kia chỉ dựa dẫm nữ nhân, thực lực của bản thân sẽ không cao đi nơi nào. Mà thực lực của cô gái kia xác thực không yếu, nếu ta không khinh địch, chỉ cần lại tìm tới mấy người, chân áp nàng không khó. Liễu Tuấn không khỏi oán thầm, người rõ ràng không phải đối thủ của người ta, còn nói khinh địch. Có điều hắn cũng cơ bản đồng ý cái nhìn của Liễu Ngọc Thụ, tuy hổ nữ rất mạnh, nhưng chỉ cần có mấy thiên hồn đế giả liên thủ, vậy vẫn không khó chân áp ta có thể thỉnh cầu mấy người. Cốc Ngọc Thu tiếp tục nói, nhưng để cho an toàn, tốt nhất nên mời nhiều một chút, vậy thì phải xem ngươi. Liễu Tuấn chỉ có phần gật đầu, hắn cũng không muốn luyện đan 10.000 năm cho Lăng Hàn, nếu như tiến vào phòng tu luyện thời gian gì, vậy thì không phải 10.000 năm, mà là 10 vạn năm, trăm vạn năm. Nếu như hắn biết trong hắc tháp của Lăng Hàn có thể thêm 10 vạn lần, phòng chừng hắn sẽ khóc chết mất. Không phải là luyện nhiều mấy lần trúc bí đan sao, hắn là đan sư tam tinh, sắp bước vào tứ tinh, Trúc Bí Đan đối với hắn mà nói cũng không phải sự tình khó khăn gì. Hai người tách ra, từng người đi mời giúp đỡ. Hơn nửa ngày sau, bọn họ lần thứ hai hội hợp, lần này đương nhiên không chỉ hai người bọn họ, mà tổng cộng có 11 người. Trong đó, Cốc Ngọc Thụ mời tới 5 người, Liễu Tuấn 4 người, ngoại trừ Liễu Tuấn ra, 10 người khác đều là thiên hồn đế giả. Tại sao nhiều thiên hồn đế giả như vậy? Rất đơn giản, thứ nhất đây là Thánh Nguyên Học Viện, hầu như bao quát hết thảy đế giả của tiên vực, thứ hai cửa ải tiên phủ cực kỳ khó có thể đột phá, bởi vậy cho dù là đế giả cũng bị kẹt ở trên cửa ải này, không có cách nào dễ dàng vượt qua. Cốc huynh, chúng ta đây là muốn đi giết mãnh thú tiên phủ sao? Một tên đế giả cười nói, dòng giã người thiên hồn đế giả, quả thật có tư cách cùng cường giả nhất bí đấu một trận. Cốc ngọc thụ trầm giọng nói, không nên khinh thường, tuy cô gái kia cũng là thiên hồn đế giả, nhưng sức chiến đấu mạnh hơn đế giả bình thường một đoạn, bằng không ta cũng không cần các ngươi tới giúp. Ha ha! Các đế giả đều cười cợt, cũng không phản bác, nhưng lộ ra vẻ ngạo nghễ. Người đánh không lại, là người quá phế. Cái gì là đế giả? Vượt hai cảnh giới nhỏ vẫn có thể vô địch. Không thể vô địch, xưng đế giả gì chứ? Cốc Ngọc Thụ cũng không giải thích nhiều, ngược lại đánh liền biết. Mà hắn càng muốn chính là từ trong tay Lăng Hàn đoạt lại giấy bán thân, nếu không, cái này chính là một đời sỉ nhục của hắn, sẽ để người cười chết. Người một người lập tức chạy về phía Vũ Hoàng Các, rất nhanh liền tới địa phương. Hàn Lâm, đi ra, cốc ngọc thụ lớn tiếng kêu lên, có tiểu đệ như ngươi sao. Lăng Hàn từ trong cửa sổ lầu hai ló đầu ra, tuy chỉ một ngày, nhưng lấy thủ đoạn của người tiên vực, muốn trùng kiến một gian phòng tự nhiên là việc nhỏ. Tiểu đệ, đế giả khác nghe xong, đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn cốc ngọc thụ, bọn họ chỉ biết cốc ngọc thụ bị thất thế, nhưng hai chữ tiểu đệ này là vì sao lại nói ra. Không cần để ý đến hắn, chỉ cần các người trấn áp cô gái kia liền được, người này. Giao cho ta, Cốc Ngọc Thụ có chút thẹn quá thành giận, "Được thôi, chín tên đế giả khác đều gật gù, nếu bọn họ đáp ứng nhận chỗ tốt của Cốc Ngọc Thụ cùng Liễu Tuấn, vậy tự nhiên có nghĩa vụ thay người xuất lực." Bọn họ đứng chắp tay, nếu cô gái kia không ra, bọn họ cũng không cần phải ra tay. Cốc Ngọc Thụ nghiêm túc rên một tiếng, thân hình nhảy lên, tung về phía cửa sổ lầu 2. Xèo, một bóng người lao ra, đón lấy Cốc Ngọc Thụ. "Ồ, Cốc Ngọc Thụ không khỏi kinh ngạc, mặc dù người xuất thủ này là một cô gái, nhưng không phải hổ nữ." mà sức chiến đấu của nữ tử này cũng cực kỳ kinh người, vừa ra tay liền để hắn phát lên cảm giác bị áp bách mãnh liệt, không kém hổ nếu chút nào. oanh, một đòn mà thôi, cốc ngọc thụ liền bị đánh rơi xuống, nửa đoạn thân thể rơi vào trong đất cũng còn tốt không có bị trọng thương. lần này chín tên đế giả khác đều lộ ra vẻ nghiêm nghị, tuy người xuất thủ chiếm tiện nghi điện lợi, nhưng có thể một đòn nổ xuống cốc ngọc thụ về mặt thực lực rõ ràng chiếm cứ thượng phong. cốc ngọc thụ cũng không có khuyết đại, nữ tử này quả nhiên không thể coi thường mươi 2426, giấy bán thân thượng. Ngươi là ai, nhưng cốc ngọc thụ vừa mở miệng, tất cả mọi người suýt chút nữa té xỉu. Ngươi làm sao có thể không quen biết nàng, chờ chút, chẳng lẽ cái này không phải cô gái đánh bại cốc ngọc thụ. Cô gái này, bận váy dài màu vàng, xinh đẹp như hoa, khí chất cực kỳ cao quý, như một vị nữ đế vô thượng, khiến người ta chỉ muốn quỳ xuống đất cúng bái. Đương nhiên là nữ hoàng đại nhân, nàng là người xấu xí a. À. Hổ nữ cũng xuất hiện theo, cùng nữ hoàng đứng song song. Nữ hoàng xem thường đấu võ mồm với hổ nữ, lãnh diễm cao quý. Cốc ngọc thụ hơi sửng sốt một chút, mới nói, các vị, hai nàng này liền giao cho các ngươi. Việc nhỏ, chín đế giả đều gật đầu, tuy bọn họ không dám khinh thường thực lực của nữ hoàng và hổ nữ, nhưng từ hai nữ ra tay đến xem, các nàng cũng không có mạnh đến tình trạng nghịch thiên nha. Chín đế giả liên thủ, muốn áp chế hai nữ đương nhiên là một việc nhỏ, thậm chí bắt cũng không phải là không thể được. Cốc ngọc thụ gật gù, nhìn về phía lầu hai nói hàn lâm lần này ngươi còn có chiêu gì không dứt lời hắn lại nhảy tới lầu hai lần này hổ nữ cùng nữ hoàng không có ngăn cản oanh một quả đấm to lớn từ trên trời giáng xuống mang theo khí phách vô tận sau đó liền thấy cốc ngọc thụ không hề có sức chống cự bị cú đấm này đập xuống nặng nề rơi vào trong đất mọi người không ai không thất sắc chỉ cảm thấy đáy lòng có một luồng hàn ý mãnh liệt cú đấm này bất luận đánh về người nào trong bọn họ bọn họ cũng không thể chống đối chỉ có bị trấn áp như cốc ngọc thụ. Nhưng càng khiến người ta khủng bố chính là, người ra quyền rõ ràng chỉ là thiên hồn cảnh. Phân hồn cùng tiên phủ, khí tức là hoàn toàn khác nhau, điểm ấy ngay cả Trảm Trần cảnh cũng có thể nhìn ra, điều kiện trước tiên là đối phương ra tay. Làm sao có khả năng, đồng dạng là thiên hồn, hơn nữa cốc ngọc thụ vẫn là đế giả, lại không ngăn được một quyền của đối phương. Bọn họ đều nhìn về phía người ra quyền, chỉ thấy Lăng Hàn hứng hờ thu hồi nắm đấm, một bộ hoàn toàn không coi là chuyện to tát ta vừa vặn thiếu mấy tiểu đệ, nếu các người đưa tới cửa, nếu như ta không thu, chẳng phải là phụ một phen tâm ý của các người sao? Lăng Hàn cười ha ha, ánh mắt đảo qua chín đế giả dưới lầu, nụ cười kia khiến người ta luống cuống sợ hãi. Chín đế giả liếc nhìn nhau, đột nhiên cùng nhau quay đầu bỏ chạy. Còn không có giao thủ đã bỏ chạy, chín đế giả vẫn là lần đầu tiên. Nhưng bọn họ chạy trốn dứt khoát kiên quyết, không có một chút do so dự. Đùa giỡn, một quyền đánh cốc ngọc thủ thành như vậy, khái niệm này nghĩa là gì? Lăng Hàn tất nhiên là siêu cấp yêu nghiệt giống như đám người kỳ vô danh, thích thiện tử, đừng nói bọn họ chỉ có 9 cái, dù 90 cái liên thủ phỏng chừng cũng bị chân áp, trừ khi bọn họ có thể bước vào tiên phủ. Hiện tại, bọn họ bị áp chế quá lợi hại, Lăng Hàn cười ha ha, xòe năm ngón tay, nhất thời có từng ánh kiếm bắn ra, bao phủ phụ cận hơn trăm dặm, tựa như thiên trụ. Chín đế giả đều dừng lại, càng không dám vượt qua giới hạn. Bọn họ có loại cảm giác, nếu như mạnh mẽ xuyên qua thiên trụ, bọn họ sẽ đón đầu thống kích mà kết quả tuyệt đối là bọn họ bị đánh giết thành cặn bã thật đáng sợ cường giả như vậy thật đáng sợ tuyệt đối có thể so với tiên phủ cảnh để bọn họ một chút tính khí cũng không có tuy đế giả kiêu ngạo nhưng tiếp thu hiện thực nhanh hơn người bình thường rất nhiều rất nhanh bọn họ liền quay người bước về phía vũ hoàng cát các hạ người muốn như thế nào một tên đế giả hỏi lăng hàn nhoẻn miệng cười nói lẽ nào các ngươi không nghe thấy ta mới vừa nói tốt lắm ta lặp lại lần nữa, ta thiếu mấy tiểu đệ, xem các người khá thích hợp, dự định cho các người một cơ hội. Chín đế giả đều lộ ra vẻ giận dữ, bọn họ là đế giả, nhất định sẽ trở thành tiên vương, làm sao có thể làm tiểu đệ của người khác. Các hạ, chúng ta chỉ làm người bị hại, hơn nữa cũng không có ra tay, không cần hùng hổ dọa người như vậy a. À. Có đế giả nói, nơi này là thánh nguyên học viện, ai dám sằng bậy. Lăng Hàn cười ha ha, nếu không phải thực lực của ta đủ mạnh, các người còn có thể nói lời như vậy sao? Nếu đến rồi, liền nói rõ các người có tâm đối phó ta, có hành động hay không đều giống nhau, ta sao có thể nhẫn nhịn. Các hạ, si có thể chết không thể nhục, người muốn chúng ta liều cá chết lưới rách sao. Có đế giả uy hiếp, hô, lăng hàn ra tay, bàn tay hóa thành một ngọn núi nhỏ, chấn xuống tên đế giả kia. Không có chút hồi hộp nào, đế giả thì đã làm sao, ở trước mặt sức chiến đấu tương đương với tứ bí đỉnh cao, chính là một con thỏ nhỏ không hề có sức chống cự, oanh, người kia nhất thời bị trấn áp, tứ chi trương thành hình chữ đại ra. Lăng Hàn nhìn về phía mọi người, cười nói, còn có ai không phục không? Tám tên đế giả còn lại hai mặt nhìn nhau, đều có phẫn nộ không dám nói, càng tràn ngập uất ức. Từ trước đến giờ chỉ có bọn họ ở trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh, nhưng hiện tại bọn họ đứng trên mặt đất, ngưỡng mộ một đế giả cao cao tại thượng, để trong lòng bọn họ không thoải mái. Tiểu thụ, đến, cho mấy tiểu đồng bọn của ngươi một tờ giấy bán thân, cùng ngươi giống nhau, đều là 10 ngàn năm. Lăng Hàn vẫy vẫy tay với cốc ngọc thụ, đối phương rốt cuộc bò dậy rồi. Đây đương nhiên là Lăng Hàn hạ thủ lưu tình, nếu không, tiên phủ giết thiên hồn không phải như đùa sao. Nhưng mà, ở trong lệ thủy thành này, thần thức của tiên vương có mặt khắp nơi, tương đương với ở dưới mí mặt của tiên vương giết người, cái này là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó Lăng Hàn chưa từng có dự định giết người, chính là lừa tiền, thu tiểu đệ. Sắc mặt của cốc ngọc thụ cực kỳ khó coi, hắn nguyên bản là dẫn người lại đây đòi mặt mũi kết quả nhưng không cam lòng như thế nào đi nữa thì đã làm sao đến hiện tại cũng không có tiên vương lên tiếng nói rõ tiên vương căn bản không thèm để ý trò đùa trẻ con của bọn họ vậy chỉ cần lăng hàn không giết bọn họ không phế tu vi của bọn họ phỏng chừng tiên vương cũng làm bộ không nhìn thấy mặc cho phát triển hắn lấy ra vài tờ gia thú đây là gia lông tiên thú không chỉ cứng cỏi hơn nữa còn có thể bảo tồn vô số năm dùng để ghi khí ước thật không thể thích hợp hơn. chương 2427, giấy bán thân hạ. Bách bước dưới uy quyền của Lăng Hàn, chín đế giả không thể làm gì khác hơn là từng cái ký xuống giấy bán thân, không ký khẳng định qua không được cửa ải này a à. Ký đi, ngược lại chỉ cần có thể cầm giấy bán thân về, bọn họ sẽ không có bất luận tổn thất gì. Lăng Hàn hết sức hài lòng, cất đi chín tờ giấy bán thân. Không phục, cứ việc tìm người tới khiêu chiến, ta không ngại thu nhiều mấy tiểu đệ. Mười đế giả đều xấu hổ muốn chết, dồn dập quay đầu bỏ chạy, còn cốc ngọc thụ sẽ bị những người khác oán giận thành cái dáng dấp gì, vậy thì không ở trong phạm vi lăng hàn cân nhắc. Liễu Tuấn thì không hề rời đi, hắn bị lăng hàn nắm đi luyện đan rồi. Trong thời gian ngắn hẳn là không có người trở lại tìm lăng hàn phiền phức, hắn sửa chữa cửa hàng đan dược một chút, sau đó cầm lấy Liễu Tuấn tiến vào hắc tháp, hai người cùng một chỗ luyện đan. Muốn mở hiệu thuốc, tự nhiên thiếu không được đan dược, đặc biệt là đan dược đẳng cấp cao. Thời điểm Liễu Tuấn tiến vào hắc tháp là bị đánh ngất xỉu, thời điểm mở mắt liền phát hiện mình đã ở trong hắc tháp, căn bản không cho hắn suy nghĩ nhiều, bị Lăng Hàn đạp một cước, liền đàng hoàng mà bắt đầu luyện đan. Trong hắc tháp qua hơn một nghìn năm, trong tay Lăng Hàn cũng có đủ đan dược, lại thêm Liễu Tuấn luyện chế, Lăng Hàn cảm thấy đủ cho cửa hàng đan dược vận chuyển một ít thời gian. Hắn ra hắc tháp, còn Liễu Tuấn thì tiếp tục ở trong hắc tháp luyện đan. Đối phương cũng không biết tốc độ thời gian trôi qua trong hắc tháp, chỉ cho rằng nhiều nhất là gấp trăm lần, vậy cùng lắm hắn phấn đấu trăm vạn năm liền xong lăng hàn lúc nào chúng ta đi thánh nguyên học viện hổ nữ nũng nịu hỏi mấy ngày nay nàng đều theo nhu yêu nữ học tập làm sao mê hoặc nam nhân bởi vậy làn điệu nói chuyện cũng cực kỳ kỳ quái lăng hàn cười ha ha nói nữ người không thích hợp phong cách này vẫn là đừng học tại sao hổ nữ vẫn hiểu điệu nói còn ném cho lăng hàn một cái mị nhãn lăng hàn không khỏi cười càng lớn tiếng trực tiếp ôm bụng cười chơi không vui hổ nữ chu cái miệng nhỏ, như yêu tinh lừa người, còn nói cái này nhất định có thể câu ngươi đến thần hồn điên đảo, kết quả ngươi luôn cười. Hư, ngươi đến cùng cười cái gì a? À, có cái gì đáng cười? Lăng Hàn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của hổ nữ, nhà đầu, đã nói với ngươi, ngươi không phải cái phong cách này. Hổ nữ khó chịu, làm sao liền mê hoặc không được Lăng Hàn đây? Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, chờ nhị ca xuất quan, chúng ta lại đi thánh nguyên học viện. Thật, hổ nữ gật gù bọn họ kiên trì chờ đợi, lăng hàn tiếp tục luyện đan, đan dược cũng sẽ không ngại nhiều a. À. thời gian hiện thực qua một năm, vũ hoàng rốt cục xuất quan, hắn tu ra chín phân hồn, thực lực thu được đột phá tính nhảy vọt, ở trong thiên hồn cảnh đã không đối thủ. nếu vũ hoàng đột phá, mấy người lăng hàn liền lập tức xuất phát đi thánh nguyên học viện, đặc biệt là lăng hàn cùng vũ hoàng đều tràn đầy phấn khởi muốn gặp gỡ thiên tài chân chính một lần, tỷ như kỷ vô danh, thích thiện tử. bọn họ cách thánh nguyên học viện cũng không xa gần như nửa nén hương thời gian mà thôi, cũng đã đi tới ngoài học viện. Nếu không gần như thế, trước đó Liễu Tuấn cũng sẽ không coi trọng Vũ Hoàng Các. Chính là bởi vì cái trấn kia cách học viện gần nhất, lưu lượng khách tự nhiên cũng to lớn nhất. Thánh Nguyên học viện rất lớn, hơn nữa cực kỳ đồ sộ, từ bên ngoài xem, từng tòa từng tòa núi cao xuyên thẳng mây xanh, mỗi người có đặc sắc. Có hỏa diệm sơn cháy hừng hực, có thủy long quấn quanh, băng tuyết bao trùm, có lôi đình sơn ánh chớp đan dệt. Đại sơn như vậy tổng cộng có 7 tòa, phân biệt đại biểu ngũ hành, hệ lôi cùng hệ độc, nhưng không gian, thời gian, sát lục là không có, bởi vì ngay cả tiên vương cũng chuyển không đến sơn mạch như vậy. Thế gian căn bản không tồn tại ở nơi như thế này. Làm sao đi vào đây? Thánh Nguyên học viện chính là 22 vị tiên vương tầng 9 cùng một chỗ chế tạo, địa vị tự nhiên cao đến kinh người, so với đại giáo mạnh nhất thế gian còn kinh người hơn. Muốn tiến vào cửa lớn của học viện, khó, ai không muốn vào Thánh Nguyên học viện? nhưng ngưỡng cửa đi vào quá cao. Lăng Hàn, Vũ Hoàng, Hổ Nữ, Nữ Hoàng đứng ở trước cửa học viện. Bốn người mà thôi, nhưng như bốn đại đế, có thể cuốn lấy phong vân vô biên. Chỉ là Hổ Nữ quá vô căn cứ, lấy ra một cái đùi gà bắt đầu gặp, nhất thời hoàn toàn phá hoại hình ảnh, triệt để biến thành hài tinh. Bốn kẻ ngu si này là ai? Cho rằng đứng ở trước cửa học viện là có thể coi mình là đệ tử học viện sao? Ha ha, từ đâu tới bốn kẻ pha trò? Có học sinh ra vào, nhìn thấy bốn người lăng hàn thì nhất thời phát ra tiếng nghị luận cảm thấy bốn người này thực quá khôi hài hai vị mỹ nữ làm tùy tùng của ta ta liền dẫn các ngươi đi vào làm sao có một nam tử tiến tới gần nhìn nữ hoàng cùng hổ nữ hỏi cút sang một bên bằng không nếu đánh nổ ngươi hổ nữ vừa gặm đùi gà vừa uy hiếp nam tử kia ơ ờ, tình nhân đại chúng của chúng ta gặp khó a à. lại một nam tử đi tới đây là một nam tử thân mang áo xanh vóc người thon dài khí thế đường đường lại mặc quần áo như người lao động khổ dịch nam tử thứ nhất quay đầu nhìn nam tử áo xanh kia một chút cau mày nói giả tây không cần ngươi đến nhiều chuyện ta có nói sai sao trình lượng nam tử áo xanh giả tây từ tốn nói nam tử thứ nhất gọi trình lượng được xưng hoa hoa công tử mà hắn đối phó nữ nhân cũng xác thực rất có một bộ rất nhiều nữ nhân cảnh giới cao hơn hắn thực lực càng mạnh hơn cũng cam tâm tình nguyện làm tình nhân của hắn hắn nhìn thấy nữ hoàng cùng hổ nữ liền động ý nghĩ mới sẽ lập tức tiến tới gần, bị hổ nữ từ chối tự nhiên cũng ở trong dự liệu của hắn, nghị lực của hắn là lớn, nhưng vẫn không có đạt đến tình trạng khiến người ta nhất kiến trung tình. Nhưng một lần đến gần, trộn lẫn cái quen mắt, kế tiếp hắn sẽ mặt dày mày dạn triển khai theo đuổi, từng chút triển khai mị lực của hắn, triệt để bắt được phương tâm của hai người mỹ nữ này. Mà giả tây, hắn đồng dạng là một hoa hoa công tử, cho nên đối phương vừa ra, hắn liền biết đối phương là muốn dỡ đài của mình, mà mục tiêu cũng là hai mỹ nhân tuyệt sắc này giả tây, người muốn đối địch với ta. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói, chương 2428, trước cửa học viện. Giả tây cười gần, hắn xác thực không phải đối thủ của trình lược, nhưng hiện tại là tranh giành nữ nhân, liều chính là thủ đoạn, mà không phải giá trị võ lực. Hắn nói, làm sao, bị ta nói chúng rồi, thẹn quá thành giận. Người muốn chết, trình lượng dương tay một cái, muốn đánh tới giả tây. Lăng hàn duỗi chân nhẹ nhàng câu, oanh, cả người trình lượng cắm vào đất, ngã chặt chẽ vững vàng. Giả Tây thấy thế, không khỏi cười ha ha, nhưng cười cười, nụ cười trên mặt hắn liền cất đi. Có thể vào Thánh Nguyên học viện, lại có người nào là rong tài. Hắn cùng Trình Lượng đều là hoàng giả, hơn nữa ở trong hoàng giả cũng coi như tư chất thượng thừa, nhưng Trình Lượng lại bị lăng hàn gạt chân liền ngã, đây là thực lực áp chế như thế nào. Vừa nãy nếu như hắn toát ra tí tẹo mơ ước với hai nữ, không phải cũng sẽ bị đả kích sao? Trình lượng ngã cái đầu óc choáng váng, thật lâu sau mới bỏ dậy, nhìn về phía Lăng Hàn, trên mặt đầu tiên là vẻ mờ mịt, sau đó lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi, ngươi dám ra tay với ta, hắn là đệ tử của Thánh Nguyên Học Viện A, ỉ vào tu vi cao hơn ta mà thôi. Hắn đầy mặt xem thường, Lăng Hàn vừa ra tay hắn liền cảm ứng được, đối phương hẳn là thiên hồn, mà hắn chỉ là âm hồn. Tuy hắn là hoàng giả, nhưng nhiều nhất cũng là địa hồn vô địch mà thôi, đối đầu thiên hồn miễn cưỡng có thể chịu đựng mấy chiêu, nhưng khẳng định không phải đối thủ thực sự là không biết xấu hổ, tu vi cao hơn hắn còn muốn đánh lén, cái này tính là gì? Học sinh bốn phía đều gật đầu, lấy nhãn lực của bọn họ đương nhiên nhìn ra được tu vi của Lăng Hàn, đúng là thiên hồn. Lăng Hàn diễu cợt nở nụ cười nói, người mưu đồ không tốt với thê tử ta, còn trách tu vi ta quá cao. Phốc, nhất thời có không ít người bật cười, đúng là trình lượng chủ động đi tới muốn ăn đòn A. Nếu như có người muốn bất lịch sử với thê tử của ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn xem trước thực lực của người ta ra sao mới động? Nào có như vậy, trình lượng nhất thời nghẹn lời, hắn chỉ vào lăng hàn nói. Được, nếu ngươi có gan thì đừng chạy. Hắn quay đầu liền đi vào trong cửa học viện, là một thành viên của học viện, hắn tự nhiên không bị chặn, rất nhanh thì biến mất không còn tâm hơi. Cửa cũng không có thủ vệ, nhưng tự có trận pháp cấp bậc tiên vương lưu chuyển, so với thủ vệ gì còn hữu hiệu hơn. Ta nói huynh đệ, người vẫn là đi nhanh lên đi. Có người nhìn Lăng Hàn kêu lên, vì sao? Lăng Hàn cười hỏi tuy thực lực của trình lượng không bằng ngươi, nhưng ca ca của hắn không chỉ là hoàng giả, hơn nữa còn là thiên hồn cảnh. Người kia nói, ngươi không có thể đi vào học viện nói rõ ngươi nhiều nhất chỉ là thiên hồn hoàng giả, hơn nữa thuộc về loại thực lực thấp, tuyệt đối không thể là đối thủ của trình khải. Trình khải chính là ca ca của trình lượng, một môn song hoàng giả, cực kỳ bất phàm. Có thể tiến vào thánh nguyên học viện hay không, hiện tại trở thành tiêu chuẩn cân nhắc một người có phải là thiên tài hay không. Huynh đệ đừng sợ, không phải là trình khải sao một chữ đánh có người cố ý rượt dây cái này là xem trò vui không chê sự tình lớn người như vậy còn rất nhiều dồn dập ở một bên kêu gào khuyến khích lăng hàn cố lên lăng hàn đương nhiên sẽ không rời đi hắn chỉ mỉm cười tiến vào thánh nguyên học viện kỳ thực rất đơn giản chỉ cần chứng minh mình nắm giữ thiên phú võ đạo mạnh mẽ hay tinh một nghệ vì lẽ đó chỉ cần bốn người lăng hàn ở chỗ này ra tay đánh nhau đánh cho tất cả mọi người không có tính khí, tự nhiên có thể trở thành một phần tử của học viện. Đánh, đây là phương thức hắn khá yêu thích. Chỉ một lúc sau, chỉ thấy giả lượng lại xuất hiện, bên cạnh còn có một nam tử vóc người thấp bé, nhưng khí thế kinh người, thật giống như trong cơ thể giấu một cự long. Nam tử thấp bé này chính là Trình Khải. Ô, tướng mạo của hai huynh đệ này tranh lệch cũng quá lớn đi. Hai huynh đệ Trình Khải ra cửa lớn, đều đứng ở trước mặt Lăng Hàn. Dám ra tay với đệ đệ của ta? lá gan của ngươi cũng thật lớn. Trình Khải lạnh lùng nói, ánh mắt căn bản không có dừng lại ở trên người của nữ hoàng cùng hổ nữ, mà nhìn chằm chằm lăng hàn cùng vũ hoàng. Xem ra, đôi huynh đệ này không chỉ tướng mạo tranh lệch rất lớn, ngay cả tính cách cũng không giống. Lăng hàn nhoèn miệng cười nói, bình thường, thiên hạ đệ nhị đi, hừ, ta ghét nhất chính là người khác ở trước mặt ta múa mép khua môi. Trình Khải vẫn như cũ đầy mặt lạnh lẽo, ồ, người không biết cười sao, hổ nữ tò mò hỏi. Trình Khải nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Ta nói rồi, đáng ghét nhất người khác ở trước mặt ta múa mép khua môi. Người thật sẽ không biết cười sao. Hổ nữ là bảo bảo hiếu kỳ, không khỏi lại hỏi một câu. Lắm lời, Trình Khải không nhịn được nữa, tay phải thò ra, hóa thành một cối say vàng óng, chấn về phía hổ nữ. Hổ nữ hứng thú, chu miệng, hô, thổi ra một hơi, nhất thời cối say màu vàng liền bay ngược về, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Nàng chính là bảo bảo hiếu kỳ, tập hợp lại hỏi. Ngươi chưa từng có cười qua sao? Trình Khải cũng không hoảng loạn, hai tay vung ra, oanh, màu vàng trải rộng, bốn phía hết thảy đều đồng hóa thành kim loại. Tại sao ngươi không cười? Hổ nữ trợn to hai mắt, đánh rắm cũng không có. Trình Khải nhất thời chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, lan tràn đến khi tứ chi chăm mạch. Hổ nữ một hơi thổi tan công kích của hắn, mặc dù hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì đó chỉ là hắn tiện tay một đòn, nhưng một đòn vừa nãy là toàn lực của hắn. Đối phương căn bản không có sử dụng tiên thuật gì, cứ như vậy cướp đến trước người của mình, vẻ mặt tò mò, điều này có thể không dọa người sao. Đừng nói hắn, người ở ngoài cửa cũng kinh ngạc đến ngây người. Cô gái này, lẽ nào là giả heo ăn thịt hổ sao? Hổ nữ căn bản không có để ở trong lòng, nàng chỉ hiếu kỳ mà thôi. Người thật sẽ không cười sao, đây không phải quá chơi không vui sao. Cười cái đầu ngươi, Trình Khải nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vung trưởng đánh tới hổ nữ. Đùng, hổ nữ đưa tay nắm lấy cổ tay của Trình Khải, khó chịu nói. Người người này, nữ đang hỏi người đấy, người đây là thái độ gì? Bất mãn với nữ sao? Bất mãn người liền nói a, à, không nói nữ làm sao biết? Người đừng tưởng rằng bày một tấm mặt thúi thì ngon, nữ cũng biết. Quả nhiên, nàng nghiêm mặt, cùng Trình Khải đứng song song. Trường 2429, không biết cười. Tiểu nha đầu một đời chưa bao giờ thua người, hơn nữa cảm thấy hết sức hứng thú với ý nghĩ chơi đùa mới xuất hiện cái này khá giống tiểu cốt trình khải khóc không ra nước mắt hắn phản ứng như thế rất bình thường có được hay không chỉ là nữ nhân đẹp đến kỳ cục trước mặt này hiển nhiên là ra hỏa ngang ngược không biết lý lẽ hơn nữa dưới con mắt mọi người hắn không ngại ngùng xin khoan dung sao ta cảnh cáo ngươi đây chính là thánh nguyên học viện hắn lớn tiếng nói xem như là biến tướng chịu thua nếu đương nhiên biết đây là nơi nào tại sao ngươi còn muốn nói cho nữ Hổ nữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không khỏi giận dữ. Ý của ngươi là nói nữ rất ngu, ngay cả nơi này là chỗ nào cũng không biết. Trình Khải không khỏi ngốc, lời này còn có thể lý giải như vậy. Ngươi suy nghĩ cái gì a? À? Oanh, ôi, hắn vẫn chưa nghĩ xong, trên mặt đã trúng một quyền, đau đến hắn nước mắt chảy ra, oanh, nắm đấm đông nghịt lại đánh tới, lần này hắn trực tiếp choáng váng, thần chí mơ hồ. Hổ nữ nắm lấy ngực áo của Trình Khải, như kéo một con chó chết, sau đó quét xung quanh một vòng, hung thần ác sát hỏi. Các người cảm thấy nữ ngốc sao? a à, tất cả mọi người không kìm lòng được lắc đầu, hiện tại nha đầu này chính là một vị sát thần, vẫn không nên làm tức giận nàng mới tốt. Tốt, nữ thông minh nhất, nhất thời vẻ mặt của hổ nữ tươi cười, nàng rất dễ tức giận, cũng rất dễ hài lòng. đùng nàng tiện tay ném Trình Khải ra ngoài, cười cũng không biết cười, không chơi vui một chút nào. Ca, Trình Lượng vội vã chạy tới, giúp đỡ huynh trưởng của mình, cũng còn tốt, hổ nữ chỉ đánh hai quyền, tạm thời đánh Trình Khải hôn mê bất tỉnh, nhưng không có thương đến căn bản của đối phương, bởi vậy bị Trình Lượng đong đưa mấy lần, Trình Khải cũng từ từ tỉnh lại. Ta biết cười, Trình Khải lộ ra nụ cười ngốc nghếch, đầu hơi có chút xoay tròn. Phải, bị đánh choáng váng, đầu óc vẫn không theo kịp. Ô, xấu quá, chẳng trách ngươi vẫn không cười. Hổ nữ run lập cập, đầy mặt đều là vẻ căm ghét. Ca, ngươi tỉnh lại đi. Trình lượng liều mạng đong đưa vai của Trình Khải. Sau mấy lần, ánh mắt của Trình Khải mới rốt cuộc thanh minh, hắn đầu tiên là giận dữ, sau đó lại sợ, cuối cùng thì đỏ cả mặt, ở trước cửa học viện xấu mặt, phỏng chừng sẽ nương theo hắn một đời một kiếp. Mối thù này, kết lớn rồi, hắn không nói hai lời, trực tiếp chạy vào trong cửa học viện. Ca, Trình Lượng vội vàng đuổi theo, sau khi sắp vào cửa, hắn còn quay đầu lại, nhìn bốn người lăng hàn nói. Các người có gan ở chỗ này chờ, thấy hổ nữ dơ dơ lên quả đấm nhỏ, hắn vội vã bỏ chạy. Lăng hàn đơn giản lấy ra cái bàn, sau đó pha trà, bốn người ngồi xuống bắt đầu uống, có điều hổ nữ căn bản không có phẩm chất tao nhã như vậy, rất nhanh liền lấy ra cá thịt cắn ăn. Ta nói huynh đệ, hóa ra các người thâm tàng bất lộ A. À. Có điều, Trình Khải đã sớm nương nhờ vào Hoàng Di Sơn, kia là thiên hồn đế giả, người cảm thấy có thể chống lại sao? Lại có người đi ra nhắc nhở, đúng đấy, vẫn là mau chóng rời đi đi. Thánh Nguyên Học Viện không phải là địa phương các người có thể làm càn, thiên tài toàn tiên vực đều ở nơi này lẽ nào các ngươi còn có thể quét ngang thiên hạ sao nói như vậy mặc dù là đang đả kích bọn người lăng hàn nhưng là đang biến tướng nhắc nhở nhưng có chút người lại xấu bụng cổ động bốn người lăng hàn tiếp tục chờ đợi đánh tiếp lăng hàn đương nhiên sẽ không lưu ý ý nghĩ của người khác hắn chỉ mỉm cười cùng vũ hoàng nữ hoàng thưởng thức trà còn hổ nữ ai liền để nàng ăn đi không lâu lắm trong học viện lần thứ hai có người đi ra lần này không chỉ hai cái mà là mười mấy cái mỗi người đều long hành hổ bộ, tỏa ra khí phách quần hùng lui tránh. Đế giả, đế giả, đế giả, tất cả đều là đế giả, đương nhiên ngoại trừ trình khải cùng trình lượng ra. Thể diện của huynh đệ bọn hắn to lớn như thế, có thể mời ra mười mấy đế giả. Đương nhiên không phải, bọn họ trở về cầu viện Hoàng Di Sơn, mời chủ nhân ra tay, vừa vặn Hoàng Di Sơn đang mời hơn mười đế giả thảo luận võ đạo. Sau khi nghe nói chuyện này, mọi người liền cùng đi ra. Đại bộ phận người chỉ là đến xem náo nhiệt, ánh mắt lăng hàn đào qua, không khỏi lộ ra một nụ cười châm bị ếm, trong mười mấy người này, lại có hai cái vẫn là tiểu đệ hắn mới thu, cốc ngọc thụ cùng đan hạo, đều ký văn tự bán thân, phải theo hắn thời gian vạn năm. Hai người này tự nhiên cũng nhìn thấy lăng hàn, ra mặt không khỏi co giật, bọn họ đều là thiên kiêu đương đại, đế giả cao cao tại thượng, tự nhiên không muốn để người ta biết bọn họ thành thị vệ của người khác, cho dù chỉ vạn năm. Hoàng Di Sơn bước ra ngoài, đây căn bản không cần hai huynh đệ trình khải giới thiệu, Bốn người Lăng Hàn quá kiêu ngạo, ở cửa học viện bày bàn uống trà, dù là người mù cũng bị loại ánh sáng tinh tướng này chọc thủng mắt. Ta biết ngươi muốn nói cái gì." Lăng Hàn thưởng thức một ngụm trà, sau đó đặt chén trà xuống, cướp trước Hoàng Di Sơn nói: "Không phải nói để ta lưu lại một cánh tay, một chân, chính là quỳ xuống xin lỗi." "Ai, loại bài này quá cũ, có thể đổi mới một chút hay không? Như vậy khán giả sẽ không thấy chán." Nghe nói như thế, người xung quanh đều nở nụ cười chỉ cảm thấy lăng hàn thực gan to bằng trời ở trước mặt hoàng di sơn cũng dám cản rỡ như thế hoàng di sơn lộ ra biểu tình vừa lúng túng lại vừa tức giận hắn đúng là dự định để lăng hàn quỳ xuống xin lỗi đối phương cơ bản sẽ không đáp ứng hắn lại ra tay sau đó đánh đối phương quỳ trên mặt đất hoàn mỹ giải quyết sự kiện nhưng lăng hàn không theo lẽ thường an bài cướp ở trước hắn nói coi như sau đó hắn đánh lăng hàn ngã trên mặt cũng không có hảo quang gì miệng lưỡi bén nhọn hoàng di sơn lạnh lùng nói Hoàng huynh, cốc ngọc thụ mở miệng, mọi việc dĩ hòa vi quý, không bằng cứ định như vậy đi. Dĩ hòa vi quý, hoàng di sơn suýt chút nữa phun ra ngoài, người nào không biết cốc ngọc thụ ngươi là kiêu căng tự mãn nhất, người khác nhìn thấy ngươi chưa kịp hành lễ, ngươi cũng giận không nhịn nổi, sẽ đánh cho người ta ngã xuống. Hiện tại lại nói với ta dĩ hòa vi quý, đầu óc ngươi điên rồi sao? Ha ha ha, hắn cười gần ba tiếng, nếu không phải cùng cốc ngọc thụ giao tình không tệ, hắn thật muốn đánh đối phương hai bà tai, kháo, tiểu đệ của ta bị người đánh, người bảo ta dĩ hỏa vi quý, vậy ta để mặt mũi ở nơi nào? chương 2430, đế giả bảo vệ. Hoàng Di Sơn không để ý tới cốc ngọc thụ, hắn nhìn về phía lang hàn nói. Nếu ngươi biết ăn nói như thế, vậy liền cho ngươi một cơ hội. Tự đoạn một chân, một tay, lại quỳ xuống đất xin tha, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hắn phun ra hết đồ vật lang hàn nói tới, cũng coi như là hơi có chút sáng tạo. Lăng Hàn lắc lắc đầu, ngay cả uy hiếp cũng vô vị như vậy, thực sự là quá chán. Hổ nữ thả đùi gà xuống, lòng tốt nhắc nhở, còn có thể bạo cúc nha. Phốc, nhất thời có không ít người phun ra ngoài, từ trong miệng một nữ tử đẹp như thiên tiên phun ra hai chữ bạo cúc, cũng thật là sung kích người ta a. À. Ngay cả lăng hàn cũng lấy tay đặt lên chán, chỉ không để nha đầu này bạo hoa cúc của người ta, nàng liền nhớ mãi không quên. Hoàng Di Sơn nổi giận, các người đây là đang nhạo báng ta sao? các ngươi cho rằng hoàng di sơn ta là tượng đất muốn chết hắn điềm nhiên nói các ngươi đã muốn khiêu khích ta vậy liền chuẩn bị tự thực ác quả đi hoàng huynh cốc ngọc thụ nhảy ra kính xin bất giận chuyện gì đều dễ thương lượng chính vì hắn coi hoàng di sơn là bằng hiếu lúc này mới đúng lúc khuyên bảo hắn ăn qua vị đắng của lăng hàn biết tên này quả thực chính là một ác ma lại nói lăng hàn chính là chủ nhân của hắn có giấy bán thân hiện tại có người muốn ra tay với chủ nhân của hắn hắn tự nhiên không thể ở một bên ngồi xem hoàng di sơn lại không biết những cái này không khỏi lộ ra vẻ giận dữ nói cốc ngọc thụ người hết lần này tới lần khác ngăn cản ta rốt cuộc là có ý gì ta là đang cứu người a người căn bản không biết sát tinh này khủng bố lời này hắn không dám nói một là lăng hàn không cho hai là hắn cũng không tiện ở trước mặt mọi người khoe vết sẹo của mình vì lẽ đó hắn chỉ khuyên bảo hoàng huynh nghe ta một câu bỏ qua đi bỏ qua bỏ qua thế nào mặt mũi của ta để nơi nào hoàng di sơn cười gần nói lẽ nào ta không nghe lời ngươi ngươi còn muốn đối địch với ta sao lời này đã cực kỳ địch ý tất cả mọi người cho rằng hoàng di sơn đã nói tới phần này cốc ngọc thụ làm sao cũng sẽ không kiên trì nữa không nghĩ đến phản ứng của cốc ngọc thụ lại khiến người ta ra ngoài dự liệu đây mặt hắn nghiêm nghị nói nếu hoàng huynh kiên trì vậy ta cũng không tiếc chiến một trận lão huynh a sau này ngươi nhất định sẽ cảm kích ta sau này hoàng di sơn có thể cảm kích cốc ngọc thụ hay không đây là chuyện sau này nhưng hiện tại hắn vẫn nộ đến trình độ cực cao tại sao vì một người xa lạ cốc ngọc thụ lại muốn trở mặt với hắn thứ này điên rồi sao cốc ngọc thụ người thật là để ta giật mình lại thất vọng hoàng di sơn lạnh lùng nhìn cốc ngọc thụ ta vẫn muốn giao thủ với ngươi nhìn ai mạnh hơn cốc ngọc thụ đương nhiên cũng là hạng người kiêu ngạo ngút trời nghe hoàng di sơn nói như thế không khỏi ngạo nghễ nói vậy thì chiến một trận đi hoàng di sơn lại không phí lời đột nhiên bay lên giữa bầu trời cốc ngọc thụ cũng theo sát phía sau về sau giữa bầu trời liền bùng lên tia sáng chói mắt hai đế giả đã triển khai ác chiến bốn người lăng hàn đều ngẩng đầu nhìn lấy nhãn lực của bọn họ đương nhiên có thể thấy rõ một bên thưởng thức trà một bên nhìn đế giả đại chiến ngược lại cũng có thể xem là một việc vui có điều có người nhìn không được tuy ta với các ngươi không cừu không oán có điều các ngươi quá kiêu ngạo lại một tên đế giả đứng dậy, ta mặc kệ cốc ngọc thụ là lên cơn điên gì, mới sẽ giúp các ngươi ra tay, nhưng đây là thánh nguyên học viện, không cho phép các ngươi làm càn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, làm sao, người cũng muốn đánh nhau, đánh, các ngươi xứng sao, tên đế giả kia cười gần, chỉ là cho các ngươi một bài học, để các ngươi biết cái gì gọi là tiến thối, cái gì gọi là đúng mực. Lăng Hàn Nha một hồi nói, xác thực không xứng, tất cả mọi người cho rằng hắn đồng ý lời giải thích của tên đế giả kia, nhưng sau một khắc bọn họ liền biết mình sai rồi, loại người dám ở trước cửa học viện bày bàn uống trà có khả năng điệu thấp như vậy sao? Người quá yếu, không xứng cùng ta so chiêu, Lăng Hàn gật gù, tên đế giả kia cũng không có tức giận, tựa hồ đã biết Lăng Hàn miệng lưỡi bén nhọn, hắn cười gần. Lại tranh đua miệng lưỡi cũng không thể thay đổi thực lực của ngươi, chỉ cần ta vừa ra tay, ngươi chỉ có phần ngã xuống. Đến, ngươi đó, Lăng Hàn nhìn về phía Đan Hạo, đúng rồi, ngươi tên là gì ấy nhỉ? Đan Hạo không khỏi phiền muộn, hắn tốt xấu gì cũng là đế giả thậm chí ngay cả tư cách để lang hàn nhớ tên cũng không có sao đan hảo hắn lại không thể không đáp không thể làm gì khác hơn là mặt tối sầm lại nói ồ tất cả mọi người kỳ quái tại sao ngươi nghe lời như vậy phải biết ngươi là đế giả a à, kiêu ngạo của ngươi đâu há đan hảo a à. lang hàn gật gù người này liền giao ngươi được đan hảo đứng dậy đi đến trước tên đế giả kia bành huynh đắc tội đề, tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin nổi, hỏi ngươi tên gì liền báo ra tên của mình, bảo ngươi đánh nhau ngươi liền ngoan ngoãn chạy ra, ngươi là uống nhầm thuốc sao. Tên đế giả kia họ bành, tên một chữ mỗ, hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn đan hạo nói, đan huynh, lẽ nào người này có lai lịch ghê gớm gì sao? Bằng không làm sao có khả năng chỉ huy được một tên đế giả. Đan hạo lắc đầu một cái, bành huynh, ngươi không cần hỏi nhiều, vẫn là dĩ hòa vi quý đi. Đó là dĩ hòa vi quý, Ngày hôm nay những thiên kiêu đế giả này đều uống nhầm thuốc sao, từng cái từng cái đều dĩ hỏa vi quý. Bành mỗ cảm thấy không bình thường, có thể trước sau để cốc ngọc thụ, đan hạo đứng dậy, nếu lăng hàn không có lai lịch to lớn ai tin tưởng. Nhưng những đế giả bọn họ này chỉ ít cũng sinh ra ở trong đại giáo cấp bậc tiên vương tầng 6, lai lịch kinh người, huống chi hiện tại lại vào thánh nguyên học viện, còn cần cho ai mặt mũi sao. Trên người bốn người này đến cùng cất dấu bí mật gì? Vậy thì chiến một trận đi, hắn vừa hiếu kỳ, lại có hỏa khí rất lớn, thả người vào không, muốn cùng Đan Hạo đại chiến một trận. Đan Hạo đương nhiên sẽ không kinh sợ, tương tự lên không, oanh, chiến đoàn thứ hai rất nhanh thì bạo phát. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tiếp đó sẽ không có đế giả mới ra mặt muốn giáo huấn lăng hàn nữa chứ. Mà nếu như có đế giả xuất hiện, có thể lại có đế giả khác ngăn cản hay không? Chương 2431, đệ ngũ cực. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh có chút bình tĩnh đến quỷ dị, mọi người đều nhìn bầu trời bốn đế giả giao thủ không phải là lúc nào cũng có thể nhìn thấy bị đế giả đại chiến kinh động có nhiều người hơn xuất hiện ở cửa học viện tìm hiểu sự tình trong đó không thiếu đế giả há có ý tứ quả nhiên có đế giả mới đứng dậy ta không tin tả a à. hắn cũng không có lời vô ích gì vừa xuất hiện liền vào tới bốn người lăng hàn đấm ra một quyền muốn đánh đổ bàn trà của bọn họ xeo một bóng người bắn ra đánh tới tên đế giả kia cơ khang tên đế giả kia gào thét cái này là xảy ra chuyện gì, mỗi một người đều ăn cây táo rào cây sung sao, đều có người thay bọn người lang hàn ra tay. Cơ khang chính là một trong 10 đế giả lăng hàn mới vừa thu phục, trong lòng hắn cũng cực kỳ khó chịu, nhưng không có cách nào, ai bảo hắn thu được chỉ thị của lăng hàn chứ. Đến chiến, hắn cũng lười phí lời, phóng lên trời. Lần này, tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Trước trước sau sau tổng cộng có 3 đế giả thay bọn người lang hàn ra tay, bốn người này đến cùng là ai? Thân phận của bốn người lăng hàn gây nên mọi người hiếu kỳ, cũng làm cho càng nhiều đế giả đứng dậy, muốn bước ra át chủ bài của đoàn người lăng hàn. Nhưng mà, đế giả thay lăng hàn ra mặt cũng nối liền không dứt, sự tình cũng khéo, ai bảo mấy ngày trước vừa vặn thu phục được 10 tên đế giả chứ. Khi 10 người này toàn bộ ra tay, lăng hàn không khỏi nở nụ cười, hắn lại thấy giúp đỡ mới tới nữa rồi. Dị, nghiêm tiên lộ, trình tử tâm, đồng minh đế giả, vậy thì không cần lăng hàn mở miệng, những người này liền chủ động ra tay mở rộng thanh thế cho lăng hàn quần chúng vây xem ở cửa mới đầu chỉ hiếu kỳ nhưng nhìn nhìn bọn họ liền trở nên khiếp sợ nhiều đế giả ra tay như vậy chỉ vì bốn người lăng hàn những lực lượng này nếu như có thể để bốn người lăng hàn sử dụng vậy sẽ đáng sợ đến mức nào trong nháy mắt có thể trở thành đệ ngũ cực của học viện không kém gì thế lực mà đám người kỳ vô danh thích thiện tử thành lập càng khuếch đại chính là cái này còn không phải thực lực chân chính của bốn người lăng hàn cũng không ai biết dưới tay bọn họ còn có bao nhiêu đế giả. Có điều, khi càng ngày càng nhiều đế giả cảm thấy hứng thú với chuyện này, bảng hiệu thuộc về Lăng Hàn rốt cục cũng đánh ra toàn bộ, khi tên đế giả thứ 37 xuất hiện, không còn đế giả mới chặn đường cho bốn người Lăng Hàn. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhóm, xem ra thủ hạ đế giả của bốn người Lăng Hàn chỉ có 36 tên. Nhưng bọn họ lại nghĩ một hồi, trong lòng ngơ ngác. 36 tên đế giả, khái niệm này nghĩa là gì? Chỉ cần những người này không chết, Tương lai đều có thể trở thành tiên vương, hơn nữa thành tựu thấp nhất cũng là tầng 4, thậm chí tầng 5, đây là một luồng lực lượng khủng bố cỡ nào. Giữa bầu trời, 36 chiến đoàn đang giao thủ kịch liệt, nhiều đến 72 tên đế giả đang đại chiến, cảnh tượng như vậy tuyệt đối hiếm thấy. Hàn Lâm đúng không, tên đế giả thứ 37 nhìn Lăng Hàn, qua lâu như vậy, lấy thủ đoạn của đế giả đương nhiên đã điều tra rõ ràng nội tình của bốn người Lăng Hàn, đương nhiên cũng chỉ là đồ vật Lăng Hàn muốn cho bọn họ biết. Có thể luận bàn một hồi hay không? hắn cũng không dám quá mức, tuy bốn người lăng hàn chỉ có một người ra tay rồi, nhưng có thể tuyên chuyển 36 tên đế giả, ai dám coi khinh. Nữ hoàng tung người mà ra, cũng không đáp lời, chỉ nhìn người kia ngoác ngoác ngón tay, hiển lộ hết kiêu ngạo. Tên đế giả kia không khỏi phẫn nộ, dáng dấp của ngươi là đẹp, nhưng đây là thiên hạ võ giả, mỹ lệ chỉ là chiến lợi phẩm của cường giả. Hắn hừ một tiếng, lập tức giết tới nữ hoàng. Nữ hoàng cực kỳ cường thế, tính cách của nàng là như thế, ra tay cũng như thế ầm um, đại chiến bạo phát hai người cũng không có đánh tới trời mà chiến đấu ngay ở trận địa bởi vì nữ hoàng không có lên trời cao đối phương tự nhiên cũng không thể một người đi tới làm độc hành rất nhanh mọi người lại lộ ra kinh sợ không giống chiến đấu giữa bầu trời 72 tên đế giả tuy thực lực hơi có khác biệt nhưng muốn phân ra thắng bại vậy tuyệt đối không phải sự tình trong thời gian ngắn nhưng nữ hoàng vừa ra tay vênh váo hung hăng chỉ mười mấy chiêu liền hoàn toàn chiếm cứ chủ động sau hơn trăm chiêu liền thành lập ưu thế thật lớn thắng lợi đang ở trước mắt. Đây thực sự là hù chết người, tương tự là đế giả, sao tranh lệch sẽ lớn như vậy? Phải biết hai chữ đế giả ý nghĩa là mạnh nhất dưới cảnh giới tương đồng, nếu đã mạnh nhất, vậy thực lực phải cực kỳ tiếp cận mới đúng, sao có khả năng xuất hiện tranh lệch rõ ràng như thế? Sau trăm chiêu, nữ hoàng một trường quét ngang, oanh, tên đế giả kia liền bị chấn bay ra ngoài, nằm ở trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường không hề có một tiếng động, tuy đã sớm ngờ tới nữ hoàng sẽ thắng, nhưng chân chính thấy cảnh này vẫn để cho mọi người chấn kinh đến tê cả ra đầu. Đế giả, liền thất bại như thế, còn có ai có thể đánh bại bốn người lăng hàn, lẽ nào, trong thánh nguyên học viện to lớn tìm không ra mấy cái có thể đánh, để bốn người này hung hăng chặn cửa. Mời tiên phủ đi ra đi, có người đề nghị, tiên phủ cảnh, bốn người lăng hàn đều chỉ là thiên hồn, mời tiên phủ ra tay, vậy chẳng phải là lấy lớn ép nhỏ sao. Nhưng thiên hồn đế giả cũng bại thoải mái như thế, không lên tiên phủ còn ai áp chế được bốn người này đáng tiếc kỷ vô danh thích thiện tử hồng hoang già lan đã đột phá tiên phủ bằng không bọn họ mới là thiên hồn mạnh nhất có người tiếc hận nói đúng cái này thắng được đồng ý của mọi người bốn người kỷ vô danh này thực là quá mạnh mẽ ép tới mỗi một tên đế giả đều lu mờ ảm đạm nếu như trên đế giả còn có một cấp độ vậy bốn người nhất định là cấp bậc này không người nào có thể đặt ngang hàng với bọn họ nghe nói đến mấy nhân vật vướng tay chân một thanh niên xuất hiện, trường sam trắng như tuyết, có vẻ cực kỳ tiêu sái. Kế sư huynh, nhìn thấy người này thì, người xung quanh không ai không cung kính hành lễ. Kế ngọc đường, đệ tử học viện, nhất bí đế giả, tuy đế giả cạnh tranh chân chính chính là tiên vương, nhưng võ đạo cũng hiện thực, hiện tại người ta là nhất bí, mạnh hơn thiên hồn, hơn nữa mạnh đến nỗi không phải nhỏ tí tẹo, mà là hoàn toàn áp chế, vì lẽ đó nhất định phải duy trì cung kính cần có. Trường 2432, thu vào học viện thượng Kế Ngọc Đường nhìn bốn người lăng hàn, vừa đi hắn vừa thả ra khí thế bản thân, oanh, tiên phủ bí lực lưu chuyển, chấn động bầu trời. Giữa bầu trời, 36 chiến đoàn toàn bộ ngừng lại, 72 tên đế giả cũng dồn dập rơi xuống đất, lấy ánh mắt kính sợ nhìn Kế Ngọc Đường. Đừng xem bọn họ chỉ kém Kế Ngọc Đường một bước, nhưng bước đi này lại làm cho thực lực của hai bên xuất hiện chênh lệch thật lớn, là bất luận thiên phú gì cũng không thể bù đắp. Không vào tiên phủ, vậy thiên hồn mạnh hơn cũng chỉ là phân hồn. Âm âm ầm đại địa không ngừng run rẩy thật giống như chịu đựng không được khí phách của kế ngọc đường ánh mắt của vũ hoàng sáng ngời đứng lên tứ đệ đối thủ này giao cho ta được lang hàn gật đầu biết vũ hoàng vừa tu ra chín phân hồn đang muốn thử thân thủ một chút chỉ là phân hồn cũng dám đối địch với ta kế ngọc đường khinh thường nói nhất bí đế giả ý vị như thế nào sức chiến đấu ở trong tam bí cũng có thể vô địch nói như vậy 10 tên thiên hồn đế giả liên thủ có thể ngang hàng nhất bí nhưng kia chỉ là nhất bí phổ thông, đối đầu nhất bí đế giả liền chỉ có phần quỳ xuống đất. Mà Vũ Hoàng chỉ là một người mà thôi, ngay cả nhất bí phổ thông cũng không thể đánh thắng được, còn muốn giao thủ với hắn. "Đùa gì thế?" Vũ Hoàng nhìn chằm chằm Kế Ngọc Đường một hồi nói, "Ra tay toàn lực, bằng không ta sẽ giết ngươi." Kế Ngọc Đường quả thực nổi giận, chỉ là phân hồn, lại dám muốn hắn ra tay toàn lực. Hắn không khỏi giận dữ mà cười, "Được, vậy ta sẽ tác thành ngươi." Ngược lại người này không phải đệ tử học viện, giết cũng không sao. Vũ Hoàng ra tay, xèo, thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt kế ngọc đường, một quyền vung ra, oanh, như ngôi sao rơi rụng, bá thế vô song. Kế ngọc đường không khỏi kinh hãi, vội vã ra tay đón đánh. Oanh, hắn lùi về phía sau, chỉ cảm thấy xương cả người run rẩy, cực kỳ khó chịu. Trái lại Vũ Hoàng, tuy hắn cũng lùi về phía sau vài bước, nhưng khoảng cách lùi rõ ràng nhỏ hơn kế ngọc đường rất nhiều. Vậy thì lại rõ ràng một điều, kế ngọc đường không bằng Vũ Hoàng. Tất cả mọi người đều chố mắt, chỉ là một thiên hồn lại chiếm được thượng phong khi đánh với nhất bí đế giả. Ai có thể tin tưởng, T, đây là quái vật có thể ngang hàng đám người kỷ vô danh, hồng hoang A. lang Hàn khẽ lắc đầu một cái, tuy Vũ Hoàng vận may nghịch thiên, luyện hóa một bộ di cốt tiên vương tầng 9, nhưng điều này hiển nhiên không sánh được tiên vương tầng 9 như kỷ vô danh trực tiếp chuyển thế. Nếu như Vũ Hoàng vẻn vẹn như thế, như vậy đánh nhau cùng cấp, Vũ Hoàng tuyệt đối không thể là đối thủ của kỳ vô danh. Có điều, dù như vậy, Vũ Hoàng muốn áp chế kế ngọc đường cũng là chuyện dễ dàng. Có thể Vũ Hoàng lại có thêm tạo hóa nghịch thiên gì, có thể để sức chiến đấu lại tăng lên một cấp độ, chân chính xếp vào cấp bậc hàng đầu. Vũ Hoàng không ngừng ra quyền, hắn rất sớm liền đi ra con đường của mình, chỉ là lúc ấy cảnh giới của hắn quá thấp, xa xa không có đạt đến độ cao của quy tắc, nhưng hiện tại liền không giống, quy tắc hòa vào, đạo của Vũ Hoàng cũng chân chính trở nên rõ ràng. Ở dưới con mắt mọi người, Vũ Hoàng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, một quyền so với một quyền mãnh liệt, áp chế kế ngọc đường không còn tinh khí. Kế ngọc đường đầu tiên là nổi giận, hắn đường đường nhất bí đế giả lại bị một tên phân hồn đè đánh. Nhưng kế tiếp hắn liền ngơ ngác, bởi vì yêu nghiệt như vậy ở Thánh Nguyên học viện còn không chỉ một cái. Mà người như vậy tiền đồ vô lượng, có thể đạt đến độ cao căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Nói cách khác, coi như ngày hôm nay hắn bị nhục nhã càng thảm, sau này cũng không có cơ hội báo thù, mục đích học viện thành lập chính là bồi dưỡng nhân tài, mà thiên tài như Vũ Hoàng chính là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, ai dám động Vũ Hoàng một cọng lông, những tiên vương tầng 9 kia không lột ra mới lạ. Nghĩ tới đây, đấu trí của cái ngọc đường tự nhiên xuống thấp. Tiếp tục đánh chỉ có thảm bại, hơn nữa không báo được thù, vậy còn đánh cái rắm Hừ, ta chính là nhất bí đế giả, xem thường bắt nạt một phân hồn nho nhỏ. Hắn bỏ xuống một câu nói mang tính hình thức, đột nhiên quay đầu bỏ chạy chuyện ma quỷ như vậy đương nhiên không có ai tin tưởng nhưng thực lực của hắn đặt ở đấy ai dám ở trước mặt hắn xé toạc vết thương vũ hoàng cũng không truy kích mắt hắn hơi lim dim đang suy tư chỗ thiếu sót của mình trong trận chiến vừa nãy ấy địa phương đáng sợ nhất của thiên tài ở đâu chính là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn thành tích mình đạt được vẫn cẩn trọng như cũ tiến quân về phương hướng càng mạnh hơn lang hàn cảm thấy kỳ quái bọn họ đã gây ra động tĩnh lớn như vậy tại sao phương diện học viện vẫn không có động tính lẽ nào thật muốn bọn họ quét ngang toàn bộ học viện sao trong học viện vài tên đại nhân vật đang thương lượng bốn hạt giống này thật không tệ đặc biệt là hai tên nam tử đều tu ra chín phân hồn một tên tiên vương tầng chín nói hắn là vạn cổ tiên vương tu vi có thể quán triệt cổ kim tiên vương tầng chín thứ hai gật gù dị vực đánh sắp đến cửa ải thiên địa cũng phát sinh biến hóa lớn nếu không thì một kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể xuất hiện một thiên tài tu ra chín phân hồn hắn phong hào trường thanh thuộc về tiên vương lâu năm trong lâu năm. Tiên vương tầng 9 thứ ba nói, tu ra 9 phân hồn, tương lai tất có thể trở thành tiên vương tầng 9, mà lần này xuất hiện nhiều thiên tài 9 phân hồn như vậy, có thể tồn tại một vị bộc lộ tài năng càng mạnh hơn hay không? Hắn phong hào đạp vân, tương tự thuộc về tiên vương lâu năm. Thiên tôn sao, vạn cổ tiên vương suy nghĩ một chút, nhưng lắc đầu. Muốn thành tựu thiên tôn, không phải nỗ lực, thiên phú là được, thiên địa áp chế, không tìm được một thời cơ thích hợp, liền không thể thoát khỏi ràng buộc của thiên địa, thành tựu thiên tôn vị. Không sai, thiên địa không đồng ý xuất hiện lực lượng không thể khống chế, khắp cả kim cổ, tổng cộng mới mấy thiên tôn. Trường thanh thiên vương biểu thị đồng ý, nhưng lần này, dị vực đánh cửa ải, trực tiếp ảnh hưởng đến tồn vong của thiên địa, nói không chắc thiên địa cũng có hạn độ mà thay đổi. Các người xem, Long Môn Sơn xuất hiện không phải là thiên địa thỏa hiệp sao. Đạp Vân Tiên Vương có cái nhìn bất đồng, chương 2433, thu vào học Việt hạ, Vạn Cổ Tiên Vương nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nếu như suy đoán của ngươi chính xác, đây chẳng phải là nói, hiện tại ba vị kia, hắn chỉ chỉ bầu trời, đều là ứng kiếp mà sinh, nếu không thì ta tuyệt không tin tưởng có người có thể vượt qua quy tắc." Đạp Vân Tiên Vương nói, "Ba người chúng ta ở tầng 9 dừng lại bao lâu, nhưng phía trước thủy chung một vùng tăm tối, không nhìn thấy nửa điểm khả năng đi tới, chính là thiên địa này hạn chế chúng ta, lại như hạn chế độ cao của quy tắc." trừ khi thiên địa thả ra hạn chế, bằng không không có ai có thể bước ra cực hạn của tiên vương. Vậy thì nói, dị vực xâm lấn, ngược lại là một cơ hội. Nói không chắc, trong nhóm người trẻ tuổi này, còn có ngự hư, tử la, nạp đông. Mấy cái mới lên cấp tiên vương tầng 9, đều có khả năng nắm lấy cơ hội này nhảy ra thiên địa. Tam đại tiên vương nhìn lẫn nhau, đều thở dài. Đồng dạng là tiên vương tầng 9 cũng có thực lực tranh lệch, bọn họ nói đến ngự hư, tử la, nạp đông tiên vương chính là người xuất sắc trong tầng 9 có vừa bước vào tầng chín mấy trăm triệu năm có cũng đã có năm sáu kỷ nguyên nhưng đều là bá chủ trong tầng chín có khả năng đột phá thiên tôn nhất bọn họ còn kém rất xa không có tư cách này lần này sau khi đánh bại đại quân dị vực ta muốn đi dị vực một chút vạn cổ tiên vương đột nhiên nói ngươi điên rồi trường thanh tiên vương thất sắc thiên địa ở dị vực hoàn toàn khác tiên vực quy tắc chúng ta tu ở nơi đó căn bản không có đất dụng võ tiến vào nơi đó chúng ta chỉ có thể dựa vào quy tắc khóa ở trong người tiến hành chiến đấu. Một khi tiêu hao hết, thực lực của chúng ta sẽ rơi xuống tới mức độ khó tin, có thể chỉ còn là cấp bậc chảm chân. Cường giả dị vực cũng như vậy, vì lẽ đó tiên vực mới có thể chống đỡ thời gian lâu như vậy. Trường Thanh Huynh, ở trong vùng thế giới này, chúng ta vĩnh viễn không thể ra mặt. Nhưng đến dị vực, dĩ nhiên hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng cũng có thể là từ bể nước tiến vào đại hải, không gian phát triển càng to lớn hơn vạn cổ tiên vương đưa ra quan niệm khác, không sai, đạp vân tiên vương gật đầu, cấp độ võ đạo của dị vực cao hơn chúng ta, nếu không thì chúng ta mới là phương xâm lấn. Đã như vậy, ở nơi đó đột phá thiên tôn độ khả thi cũng tăng cao không ít. Chúng ta có thể đạt đến tầng 9 nói rõ thiên phú, tư chất đều là hàng đầu, chỉ cần cho chúng ta một cơ hội, vì sao không thể phá tan tầng 9. Trường thanh tiên vương trầm mặc chốc lát nói, hết thảy còn phải xem đại chiến cuối cùng, nếu như chúng ta thất bại, vậy tất cả đều thanh hư vô. Tự nhiên là như vậy, hai tên tiên vương khác đều gật đầu, chỉ có bảo vệ tiên vực, bọn họ mới có khả năng nghĩ chuyện khác, bằng không tổ lật úp còn có cái chứng nào nguyên lành. Được rồi, thu bốn người trẻ tuổi này vào học viện đi, luôn chặn ở cửa cũng không phải việc hay gì. Đạp vân tiên vương cười nói, hắn thò tay ra, chống giống điểm mấy chỉ, nhất thời, trên không học viện liền xuất hiện một đạo pháp chỉ. Bốn người các ngươi không nên hồ đồ nữa, lập tức tiến vào học viện, tự nhiên có người sắp xếp. Lời nói rất rõ ràng, không quanh co một chút, Lang Hàn khẽ mỉm cười, đứng dậy thu bàn, ghế vào hắc tháp, bọn họ có thể hồ đồ, nhưng tiên vương mở miệng còn không biết thu lại, kia chính là hành động tìm chết. Bọn họ tiến vào học viện, lập tức có một cường giả thăng nguyên cảnh tới đón, cười nói. Người trẻ tuổi, đi theo ta, ở trong thế lực tiên vương, thăng nguyên cảnh thật không tính cái gì, không có cái giá chút nào. Nhưng bốn người lăng hàn không dám thất lễ, đối với cường giả nhất định phải dành cho tôn kính cần phải. Bọn họ tiến vào học viện, cường giả thang nguyên cảnh kia giới thiệu cho bọn họ. Ta họ la, các người có thể gọi ta là tiên sinh. Là tiên sinh, bốn người lăng hàn biết nghe lời phải. Là tiên sinh gật gù, sau đó hỏi. Các người chủ tu là quy tắc gì? Tu quy tắc gì? Sẽ sắp xếp ở đại sơn thuộc tính đối ứng, như vậy tu luyện sẽ làm ít công to. Lăng hàn gãi gãi đầu. Là tiên sinh, ngài phải hỏi ta không tu quy tắc gì, như vậy ta mới dễ trả lời. Là tiên sinh, cũng thật cuồng, đại bộ phận người tinh lực đều có hạn, đặc biệt là đối với thiên tài, tinh tiến mãnh liệt, khẳng định phải chủ tu một loại quy tắc, tăng tu vi cảnh giới lên. Hai người tư chất tương đồng, một cái chủ tu quy tắc hệ thủy, một cái khác kiêm tu hai loại quy tắc thủy hỏa, vậy khẳng định là người chủ tu quy tắc hệ thủy tiến cảnh càng nhanh hơn, hơn nữa đánh nhau, cũng là người trước càng mạnh hơn, bởi vì có thể dựa vào cảnh giới áp chế. Chỉ có bước vào tiên vương, tiến cảnh quá chậm, mới sẽ đi kiêm tu những quy tắc khác nếu không nhàn rỗi cũng nhàn rỗi a à. lời này của Lăng hàn là có ý gì hắn kiêm tu đại bộ phận quy tắc mới nói như vậy a à. người nói người một phân hồn cảnh nho nhỏ ham nhiều như vậy chẳng phải ảnh hưởng tiến cảnh sao Là tiên sinh sướng sờ sau đó cười to lại không có tức giận hắn được tiên vương tự mình thần thức truyền âm bảo hắn hảo hảo chiêu đãi bốn người này mà có thể được tiên vương tầng chín tự mình mở miệng dặn dò bốn người này đương nhiên sẽ không phổ thông vì lẽ đó tuy la tiên sinh sửng sốt một chút nhưng không có cảm thấy lang hàn hung hăng có thể như vậy mới là nguyên nhân hắn có thể được tiên vương thưởng thức được người không tu loại quy tắc nào la tiên sinh hỏi thật giống như hệ độc lang hàn suy nghĩ một chút nói la tiên sinh hơi khó xử hắn nhìn mấy tòa đại sơn nguy nga trong khoảng thời gian ngắn không biết nên sắp xếp lang hàn ở nơi nào ta tùy tiện ở nơi nào cũng được lang hàn cười nói hắn thu được chín đạo thiên địa bản nguyên đây là vật tìm hiểu quy tắc tốt nhất coi như hắn bước vào tiên vương cũng có thể tiếp tục nữa. Hổ nữ cùng nữ hoàng cũng không có yêu cầu đặc thù gì, các nàng đồng dạng có một đạo thiên địa bản nguyên, hoàn toàn có thể dựa vào cái này đột phá tiên vương. Vũ hoàng thì sao? Hắn cũng không cần, bởi vì hắn luyện hóa một bộ di cốt tiên vương, cái này gần như tương đương với thiên địa bản nguyên. Bởi vậy, hỏi thăm một vòng, bốn người đều cực kỳ tùy ý. để la tiên sinh có chút buồn bực, chưa từng thấy học sinh như vậy. Hơn nữa lập tức liền xuất hiện bốn cái chương 2434, ngươi là đang uy hiếp ta. Được rồi, tùy tiện các ngươi ở nơi nào cũng được. Là tiên sinh cũng lười đau đầu, đơn giản giao quyền cho bốn người bọn họ. Ở Dược Sơn đi, Lăng Hàn này sinh ý nghĩ bất chợt. a à, là tiên sinh làm sao cũng không nghĩ đến Lăng Hàn sẽ chọn như vậy, cho dù hắn là cường giả thăng nguyên cảnh cũng ngẩn ra, chỉ cảm thấy đầy đầu đều là hắc tuyến. Các ngươi chắc chắn chứ, thấy ba người Vũ Hoàng vẫn không có phản đối, là tiên sinh không nhịn được hỏi xác định, bốn người lăng hàn đều gật đầu, ngược lại tìm hiểu quy tắc có thiên địa bản nguyên, di cốt tiên vương, mà muốn tu luyện, hắc tháp gia tốc 10 vạn lần càng thêm mạnh mẽ, căn bản không cần phải mượn điều kiện của ngoại giới. Lăng hàn cần, chỉ là tài nguyên thánh nguyên học viện cung cấp. Được thôi, là tiên sinh gật gù, hắn được tiên vương chỉ thị, phải cho bốn người lăng hàn đủ quyền tự chủ, nên không có khuyên nữa. Bốn người ở trên dược sơn tìm bốn động phủ liền nhau, sau đó vào ở. Đương nhiên, nữ hoàng cùng hổ nữ khẳng định là cùng lăng hàn ở chung một chỗ, vũ hoàng thì sẽ ở lúc tu luyện tiến vào hắc tháp. Hai huynh đệ thảo luận võ đạo một hồi, trao đổi tâm đắc, đều rất có ích lợi. Bọn họ ở cửa học viện gây ra náo động, rất nhanh tất cả mọi người đều biết, lăng hàn cùng vũ hoàng đều là vô thượng đế giả tương đương đám người kỳ vô danh, hồng hoang, rõ ràng chỉ là thiên hồn cảnh, nhưng có thể ngang hàng nhất bí đế giả, thậm chí chân áp. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, bốn người kỳ vô danh, hồng hoang quá mạnh mẽ, thậm chí hấp dẫn đến đế giả cũng cam tâm tình nguyện bái ở dưới trướng, làm cho thế lực của bốn người này mạnh mẽ chưa từng có. Nhưng hiện tại lại nhiều hai đế giả vô thượng như vậy, hơn nữa còn là huynh đệ kết bái, nếu bọn họ tiến thêm một bước nữa, cũng trở thành tiên phủ cảnh, vậy có phải sẽ trở thành thế lực mạnh mẽ nhất trong học viện không? Bốn người kỳ vô danh lại sẽ trơ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh sao? Đáp án rất nhanh liền đi ra, vẹn vẹn chỉ sau một ngày, trước động phủ bọn người lăng hàn liền đến một người. Đây là một nhất bí đế giả, ngọn lửa sinh mệnh thiêu đốt thời gian chỉ ít 10 ức năm trở lên, Lăng Hàn nhìn thấy hắn đầu tiên là có loại cảm giác mắt bị đâm đau, vận chuyển nguyên lực, cái cảm giác này mới biến mất. Người này cực kỳ mạnh, chỉ ít mạnh hơn kế ngọc đường. Tại hạ hồ ngôn, nhất bí đế giả này nhoẻn miệng cười, nụ cười rất ôn hòa. Từng ở ngự hư giáo một quãng thời gian, ngự hư giáo còn đã từng là có ý gì, tiến vào ngự hư giáo còn có thể phản loạn đi ra ngoài sao. Lần này tại hạ tới, chính là phụng danh nghĩa của hồng hoang đại nhân, muốn mời bốn vị gia nhập hoang minh chúng ta. Hồ ngôn cực kỳ có lực tương tác, nụ cười rất khiêm tốn. Ồ, Lăng Hàn cũng không tỏ rõ ý kiến, lúc này chỉ có hắn cùng nữ hoàng, hổ nữ, vũ hoàng là cuồng nhân tu luyện, muốn nhanh một chút tu đến thiên hồn viên mãn, vì lẽ đó vẫn bế quan ở trong hắc tháp. Hồng hoang đại nhân biết Hàn huynh cùng vũ huynh thiên tư chắc Việt, thành tựu tương lai cũng tất nhiên kinh người. Vì lẽ đó cố ý để chống hai vị trí phó minh chủ, chờ Hàn Huynh cùng Vũ Huynh, Hồ Ngôn tiếp tục nói. Lăng Hàn cười ha ha, lúc đang muốn nói chuyện, chỉ thấy lại có một người xuất hiện. Đây là một cô gái xinh đẹp, một thân quần áo đỏ, nóng bỏng mê người. Bổn cô nương tệ á, phong cách nói chuyện của cô gái này cũng rất nóng bỏng. Già Lan tiên tử nhà ta muốn mời bốn vị đi qua ngồi một chút, thương thảo đại sự. Hồ Ngôn hơi nhướng mày nói, tệ á, mọi việc cũng phải nói một cái trước sau, ta đã mời Hàn Huynh trước, người vẫn là chờ sau đi. Chuyện cười, ở trong thế giới võ giả chúng ta nào có chuyện trước sau, tất cả đều xem thực lực. Tề á đầy mặt xem thường, già lan tiên tử nhà ta ngày sau chắc chắn uy chấn thiên vực, trở thành nữ đế độc nhất vô nhị, phụ tá tiên tử nhà ta thượng vị mới là cử chỉ sáng suốt. Hoàn toàn là nói bậy, hồ môn trách mắng, hồng hoang đại nhân tài chính là đại đế duy nhất kia, quét ngang cổ kim, chấn áp phản thế. Hừ, hiện tại người có thể mạnh miệng, không bao lâu nữa tiên tử nhà ta sẽ dạy hồng hoang làm người như thế nào. Tề Á vẫn xem thường như cũ, chờ đã, Lăng Hàn đưa tay ấn ấn, "Các ngươi cũng đừng rằng co, ta đối với gia nhập bên nào cũng không có hứng thú, vì lẽ đó, các ngươi vẫn là mời về đi." Lời vừa nói ra, Hồ Ngôn cùng Tề Á đều ngậm miệng lại, sau đó nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút lạnh. "Hàn thiếu, đây chính là Hồng Hoang đại nhân mời." Hồ Ngôn uy nghiêm đáng sợ nói, thay đổi dáng dấp ôn hòa lúc trước, phảng phất như một mảnh hổ kéo xuống ngụy trang, lộ ra bộ mặt thật hung ác. Tề Á càng thêm trực tiếp Lấy ra một cây trường thương nói Nếu tiên tử nhà ta nói muốn mời bốn vị qua Vậy ta liền nhất định phải làm được Lăng hàn phất ống tay áo một cái nói Con người của ta ghét nhất là bị người uy hiếp Vì lẽ đó Các ngươi nhân lúc ta chưa có nổi giận Mà mau chóng rời khỏi A Hàn thiếu thật không nể mặt mũi sao Hồ ngôn cuối cùng hỏi một câu Chiến ý đã xô trào Hóa thành từng thanh đao kiếm cùng phù hiệu Còn có tiếng len keng Chấn động bầu trời Cực kỳ bá đạo Ngươi là đang uy hiếp ta Lăng Hàn hỏi ngược lại, tại hạ chỉ muốn mời Hàn Thiếu suy nghĩ thêm một chút. Hồ Môn nói, ngữ khí đã mất đi hiền lành, tỏa ra khí thế hùng hổ dọa người. Ha ha, Lăng Hàn chủ động ra tay, tóm về phía Hồ Môn. Oanh, bàn tay lớn mở ra, như một mảnh mây đen. Hồ Môn cười gần, Hàn Thiếu, ngươi cho rằng ta là kế ngọc đường sao. Hắn đấm ra một quyền, đón lấy bàn tay lớn của Lăng Hàn. Oanh, tiếng vang truyền đến, thân thể của Lăng Hàn cùng Hồ Môn đều run lên, có vô số ánh sáng phun trào, hóa thành phù văn liên miên. Ở trên đòn đánh này, hai người lại cân sức ngang tài. Lăng Hàn kinh ngạc, hồ môn này cũng không có nói khoác, hắn xác thực mạnh hơn kế ngọc đường, ở trong đế giả cũng có thể xếp vào cấp bậc hàng đầu. Chỉ là so với đám người Lăng Hàn, kỷ vô danh lại tranh lệch một đoạn dài, bằng không hắn chiếm ưu thế một cảnh giới lớn, hoàn toàn có thể nghiền ép Lăng Hàn. Hồ môn đầy mặt ngạo nhiên nói, ta trùng tu 7 lần chảm chân, tổng cộng chém mình 35 lần, tuy không thể tu ra chín phân hồn, nhưng sức chiến đấu của ta cũng sẽ không thua kém chín phân hồn bao nhiêu. Chương 2435, nhất bí trị uy chân chính. Hắn vốn là thiên tài vô thượng, chỉ là hồng hoang yêu nghiệt vượt xa hắn, hơn nữa xuất thân lại quá mức không tầm thường, lúc này mới để hắn cam tâm tôn làm chủ thượng, nếu không thì chính hắn hẳn là đại đế, sao có thể ở dưới người. Lăng Hàn chỉ cười ha ha, chảm trần chém nhiều hơn nữa cũng chỉ là chảm trần, không thể so với chín phân hồn, bằng không hồ ngôn không phải cùng hắn đánh hòa ưu thế cảnh giới của ngươi rõ rành rành a à. dù sao mỗi một cảnh giới đều phải tu đến hoàn mỹ mới có thể đạt tới vô thượng để ta có chút hứng thú Lăng hàn cười nói kế ngọc đường quá yếu hắn một tay liền có thể chân áp vậy lại có ý gì hứng thú hồ ngôn lừ lạnh một tiếng người trẻ tuổi này lộ ra cồm ngạo đây mới là bộ mặt thật của hắn vậy ta trước hết để cho ngươi nhận rõ trời cao đất rộng miễn cho ở trước mặt hồng hoang đại nhân mất đúng mực Lần này hắn chủ động ra tay, đấm ra một quyền, hai mắt mở to, có thần quang đáng sợ trói lọi. Tiên phủ bí lực, Lăng Hàn có chút ngạc nhiên, thần quang này để hắn mở mắt cũng khó khăn, hoàn toàn không nhìn ra tình huống phía trước. Không chỉ con mắt, ngay cả thần thức cũng bị ảnh hưởng, phảng phất như hắn thật đã biến thành một người mù. Tiên phủ tu chính là bí cảnh trong cơ thể, tim gan tỳ phổi thận, mỗi tu ra một bí cảnh, sẽ có một loại năng lực mạnh mẽ nhìn hai mắt hồ ngôn trói lọi thần quang kia chính là một loại năng lực trong đó đây là cảnh giới áp chế cho dù lăng hàn tương đương với nhất bí nhưng dù sao vẫn không có chân chính bước vào tiên phủ không cách nào miễn dịch cảnh giới áp chế không có cách nào trong thần quang trói lọi hồ ngôn giết ra một quyền đánh thẳng mặt của lăng hàn cái gọi là đánh người không đánh mặt nhưng hắn nhắm mặt của lăng hàn ra tay tâm ý nhục nhã đã quá rõ ràng hiện tại lăng hàn chỉ có thể dựa vào trực giác đối với nguy hiểm bằng không đợi kình phong kéo tới mới phản ứng, vậy đã quá trễ. Hắn cười lạnh một tiếng, tay phải thò ra chộp tới cổ tay của hồ ngôn. Hồ ngôn không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, dưới tình huống đối phương ở thị giác, thần thức đều chịu ảnh hưởng còn có thể làm ra ứng biến tinh chuẩn như vậy, cái này có chút dọa người. Đây chính là bản năng chiến đấu của vô thượng đế giả sao. Trong lòng hắn nghĩ, nhưng gia quyền không chậm chút nào, oanh oanh oanh, dưới chân chuyển động, quay quanh lăng hàn, song quyền liền oanh. Phá cho ta, Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, hắn tự nhiên không cam lòng bị đối phương đè đánh như thế. Oanh, bản nguyên trùng kích nổ ra, lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên nổ tung. Hồ ngôn nhất thời sợ đến mặt đều tái rồi, lực phá hoại này để cả người hắn phát lạnh, chỉ cảm thấy bị đụng một phát, mình sẽ biến thành cho bụi trong nháy mắt. Hắn vội vã lùi về sau, không dám tiếp xúc phong mang. Lăng Hàn cũng không có truy kích, mà vận chuyển nguyên lực, trong ánh mắt có từng viên phù văn nhảy lên, để tầm mắt của hắn chậm rãi khôi phục bình thường hắn lạnh nhạt nói, bí cảnh thứ nhất của ngươi là lấy hỏa rèn luyện thành. Không sai, hồ ngôn ngạo nhiên nói, tuy ngươi tu ra chín phân hồn, nhưng so với nhất bí, ở trước mặt nhất bí chân chính, ngươi còn kém xa. Vừa nãy ta triển hiện ra thực lực vẻn vẹn chỉ là một loại lực lượng của bí cảnh, hơn nữa còn là một bộ phận bé nhỏ không đáng kể. Hiện tại, liền để ngươi xem tiên phủ bí cảnh chân chính lợi hại một chút. Hắn khẽ quát một tiếng, oanh, cả người nhất thời bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực, quần áo trên người trong nháy mắt thiêu thành cho tàn, chỉ thấy thân thể của hắn đã trở nên nửa trong suốt, có thể dễ dàng nhìn thấy trái tim của hắn. Bí cảnh thứ nhất của ta chính là tâm, hắn ngạo nhiên nói, ở trong A Phạm Sơn luyện thành, mà ta cũng có thể vận dụng một tiêu uy năng của bất diệt A phần hỏa. Người biết điều này có ý vị gì sao? Bất diệt A phần hỏa là cấp bậc tiên vương, bởi vậy, ta nắm giữ một chút bất diệt A phần hỏa, tương đương với nắm giữ một tiêu uy năng của tiên vương. Ha ha ha, đây mới là lực lượng thực sự của tiên phủ. Oanh, trái tim của hắn hóa thành một lò nung hừng hực, không, phải nói là một miệng núi lửa, dâng trào ra dung nham màu đỏ thắm, cuồn cuộn không ngừng, bốn phía đều hóa thành biển lửa. Ong ong ong, có điều, thời điểm dòng chảy dung nham động đến bên cạnh linh dược, động phủ, liền có từng đạo từng đạo quang mang lấp lóe, hóa thành phù văn óng ánh, ngăn cản dung nham xâm lấn, bảo vệ dược liệu cùng kiến trúc. Đây là tiên vương bày xuống trận pháp, vì lẽ đó hồ ngôn mới dám tùy ý ra tay, bằng không trên dược sơn này có vô số linh dược quý giá thậm chí có tiên dược niên đại kinh người hồ ngôn đền sao nổi cái dung nham này cực kỳ đáng sợ có mảnh vỡ quy tắc ở trong đó nhảy lên hóa thành từng cái từng cái phù văn cổ điển a phạm sơn là một ngọn cổ sơn của tiên vực niên đại tồn tại dài đến không cách nào khảo cứu là địa phương cổ lão nhất của tiên vực mà a phạm sơn quanh năm có núi lửa phun trào địa hỏa quanh năm bất diệt nơi đó cũng là thánh địa luyện đan rất nhiều đan sư đều sẽ chạy đi nơi đó Nguyện địa hỏa luyện đan, có thể tăng lên tỷ lệ thành công cùng hiệu quả luyện đan rất lớn. Hiện tại Hồ Môn lấy bất diệt A phạm hỏa luyện thành bí cảnh thứ nhất của hắn, cũng nắm giữ một tiêu uy năng của cổ hỏa này. Hiện tại cải chính thái độ, vẫn còn kịp, cả người Hồ Môn đều đang chảy xuôi dung nham, như một vị hỏa thần, hắn nhanh chân đi về phía lăng hàn, trên mặt mang theo vẻ ngạo nghế. Đồng dạng là đế giả, nhưng bước vào tiên phủ thì lấy lực lượng thiên địa không giống, sức chiến đấu cũng có khác nhau rất lớn. Kế Ngọc Đường ha ha, hắn xuất thân ngừ hư giáo, há là loại cặn bã kia có thể so sánh. Có chút ý nghĩa, Lăng Hàn lẩm bẩm nói, oanh, trong cơ thể hắn cũng tuôn ra một ngọn lửa, đối kháng dung nham. Cửu thiên hỏa, thiên địa bản nguyên, đáng tiếc, giới hạn ở cảnh giới của Lăng Hàn, cửu thiên hỏa vẻn vẹn chỉ có thể ở quanh người hắn kết thành một tấm chắn hỏa diễm, không cách nào tạo ra một lĩnh vực, đối kháng dung nham phô thiên cái địa kia. Lăng Hàn không để ý chút nào, trái lại có chút vui sướng, bởi vì cửu thiên hỏa đang thôn vệ dung nham, tuy tốc độ rất chậm, nhưng xác thực đang phát sinh. Hết cách rồi, từ góc độ bản chất mà nói, cửu thiên hỏa khẳng định càng mạnh hơn, đây chính là thiên địa bản nguyên. chương 2436, Phản kích, cửu thiên hỏa phân tích dung nham, xác thực mà nói, là quy tắc hỏa diễm trong dung nham, từng điểm hấp thu, hóa thành của mình. Đây là cực kỳ cần thiết, nếu như hiện tại Lăng Hàn có thể bước vào tiên vương, cửu thiên hỏa tự nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên, Bước vào cấp bậc Tiên Vương, tuy nhiên sẽ dừng ở tầng 1, đây là hạn chế của thiên địa. Thế nhưng, Cửu Thiên Hỏa còn có không gian trưởng thành, chính là dung hợp quy tắc hỏa diễm khác. Mà hiện tại Cửu Thiên Hỏa làm, đúng là như thế. Tại sao Cửu Thiên Hỏa sẽ có năng lực như vậy? Đó là bởi vì Lăng Hàn chia lìa nó ra, biến thành một đạo phân hồn của mình, để nó nắm giữ tính độc lập, bằng không chỉ là một đạo bản nguyên ở trong cơ thể Lăng Hàn, vậy sao có thể nắm giữ năng lực như vậy? Vì lẽ đó, nhìn như lăng hàn tách thiên địa bản nguyên ra, đối với bản thân là một loại suy yếu, nhưng lại để cửu thiên hỏa trở nên càng mạnh hơn. Đây là một loại tự tin của hắn, tin chắc bản thân mạnh mẽ, ngoại lực trung quy là không đáng tin. Hàn lâm, còn không biết tiến thối sao, hồ ngôn lớn tiếng quát, lăng hàn không để ý tới, cửu thiên hỏa đang phá giải quy tắc huyền bí trong bất diệt a phạm hỏa, một khi thành công, nó liền có thể ung dung hấp thu uy năng trong ngọn lửa mà không phải giống như bây giờ, dựa vào độ cao của bản thân áp chế. Hơn nữa, phá giải quy tắc huyền bí như vậy, cửu thiên hỏa liền có thể nắm giữ lực lượng quy tắc đối ứng, đối với nó là một loại tăng cường rất lớn. Chuyện này đối với Lăng Hàn mà nói cũng là chuyện tốt, hắn cũng có thể mượn cửu thiên hỏa nhòm ngó, phỏng đoán. Người quá ngông cuồng, hồ ngôn giận dữ, bị bất diệt A à phần hỏa của hắn vây quanh, Lăng Hàn lại còn dám hờ hững với hắn, đây là miệt thị hắn cỡ nào. Hắn giết tới, đấm ra một quyền, ngọn lửa ngập trời. Lăng Hàn đồng dạng ra quyền, oanh, hai nắm đấm đụng vào nhau đốm lửa nổi lên bốn phía dung nham tung tóe hồ ngôn không ngừng giống to một quyền tiếp một quyền muốn chấn áp lăng hàn lăng hàn về ý đánh trả hồ ngôn xác thực rất mạnh nhưng nói muốn chấn áp hắn là chuyện không thể nào hồ ngôn có thể cùng vũ hoàng đánh cho khó hòa giải nhưng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của lăng hàn lăng hàn không có xuống nặng tay là hắn có hứng thú với bất diệt a phần hỏa hồ ngôn nói kiêu ngạo như vậy là bởi vì bất diệt a phần hỏa này bởi vậy Lăng Hàn tự nhiên mừng rỡ ăn trộm. Cửu thiên hỏa ở mức độ bản chất mạnh mẽ phá giải huyền bí của bất diệt A Phạm Hỏa, tốc độ này quá chậm, để Lăng Hàn cũng chỉ có thể không ngừng đấu đối diện với Hồ Ngôn, không nỡ lòng đánh bại đối thủ này. Đương nhiên, Hồ Ngôn xác thực rất mạnh, hắn muốn đánh bại đối phương cũng phải phí chút tay chân. Hồ Ngôn ra hết việt chiêu, từng đạo từng đạo tiên thuật từ trong tay của hắn vận chuyển ra, dựa vào bất diệt A Phần Hỏa, sức chiến đấu cường đại đến kinh người, cho dù cái ngọc đường ở trước mặt hắn phỏng chừng cũng sống không quá trăm chiêu. Đây chính là quái vật ngự hư giáo bồi dưỡng được sao? Lăng Hàn cảm khái, ngự hư tiên vương không hổ là đệ tử thiên tôn, một trong mấy tiên vương tầng 9 mạnh mẽ nhất, ngay cả bồi dưỡng đệ tử cũng mạnh mẽ như vậy. Nhưng hồ môn mạnh như thế, vậy hồng hoang thì sao? Thứ này, sẽ không phải là người của phong tình điện chứ? Rất có thể, ai cũng không có quy định đệ tử thiên tôn không thể chạy tới nơi này chơi. Dù sao nhắm mắt làm liều, coi như có một vị thiên tôn chỉ đạo cũng thành tựu có hạn, võ giả là phải một đường chiến đến mạnh nhất. Hà, trong lòng hắn mơ màng, cũng không biết qua bao lâu, Cửu Thiên Hỏa đột nhiên phát ra một đạo ý niệm với hắn, chính là nó đã hoàn toàn được bí mật của bất diệt a phần hỏa. Lăng Hàn buông tay nhìn, Cửu Thiên Hỏa hóa thành một phù văn cổ điển, nhưng so với trước đây, cái phù văn này có thêm một bút, tuy nhỏ đến đáng thương, nhưng mà chân thực tồn tại. Đây giống như là một đóa hoa tươi đã mở ra một cánh hoa hiện tại là rút ra cánh hoa thứ hai, mặc dù cách mở ra còn có khoảng cách rất dài, nhưng dù sao cũng là một bắt đầu. Trong lòng Lăng Hàn bay lên hiểu ra, khi hoa nở chín cánh, thì cửu thiên hỏa liền đạt đến cấp bậc tiên vương tầng 9, nhưng đây chính là cực hạn, bởi vì cực hạn của thiên địa là 9, không thể vượt qua, không thể đột phá. Chỉ cần ngươi sống ở trong vùng trời này, phải tuân thủ thiên địa quy tắc. Lăng Hàn hơi nhướng mày, vậy con riêng như thiên tôn là làm sao đến? Người ở dưới quy tắc, sao đột phá quy tắc được? có thể đi dị vực hay không? Cái ý niệm này vừa bay lên, Lăng Hàn cũng sợ hết hồn. Trước tiên không nói làm sao thông qua điểm liên kết hai giới, coi như có thể, hắn tu quy tắc không dùng được ở dị vực, thực lực còn không bằng chảm trần, vậy không phải dê vào miệng cọp sao? Rốt cuộc phải làm sao mới có thể nhảy ra bể nước thiên địa đây? Lăng Hàn không khỏi khổ não, bay lên vẻ phiền lòng. Ha ha, hiện tại biết sợ sao? Hồ Ngôn cười lạnh nói, hắn chỉ cho rằng Lăng Hàn cao mày là bởi vì sợ, Ánh mắt của Lăng Hàn trừng lại, hắn đang phiền, ngươi là đến tìm đánh sao. Hắn nổi giận, lập tức triển khai phản kích mãnh liệt. Oanh, cửu thiên hỏa lan ra, nhất thời bài xích dung nham ra ngoài, cho Lăng Hàn không gian hoạt động. Cái gì, hồ ngôn trợn mắt, vẻ mặt khó mà tin nổi. Đừng xem ngũ chẳng có thể xưng là đế giả, tương lai nhất định có thể trở thành tiên vương, nhưng đồng dạng là tiên vương, chiến lực cũng có sai biệt to lớn, tại sao? bởi vì mỗi một cảnh giới đã từng tu qua đều sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu của tiên vương tỷ như chín phân hồn lại tỷ như ở thời điểm tiên phủ cảnh là lấy loại thủ đoạn nào luyện ra bí cảnh tại sao hồ Môn xem thường kế ngọc đường coi là cạn bá chính là bởi vì thủ đoạn kế ngọc đường tu ra bí cảnh dưới cái nhìn của hắn chính là cạn bá mà sức chiến đấu của hai người tranh lệch cũng cực kỳ rõ ràng đế giả nhất định phải ở mỗi cảnh giới tu đến hoàn mỹ nếu không đế giả cũng sẽ trở thành hoàng giả vương giả nhất định có thể thành tiên vương thì đã làm sao, vậy cũng là cặn bã trong tiên vương, hoặc rất sớm đã bị người giết chết. Lăng Hàn không để ý chút nào, chỉ là song quyền bạo oanh. Một khi hắn có thể không nhìn bất diệt A phần hỏa, sức chiến đấu của hồ ngôn liền giảm một đoạn dài, lấy cái gì đến ngăn cản Lăng Hàn. Không thể, chương 2437, Hồng Hoang ra tay. Hồ ngôn rốt cuộc kêu lên, bất diệt A phần hỏa của hắn không phải dựa vào lực lượng của mình đạt được, mà là ngự hư tiên vương tự mình ra tay, giúp hắn chân áp hung sát cùng lực phá hoại trong hỏa diễm, để hắn tìm hiểu 99 năm mới thu được. Hung diễm như vậy thậm chí có thể ngang hàng uy thế của tiên vương. Điều kiện trước tiên là hắn đạt đến tiên vương cảnh, cái này cũng là chỗ hắn kiêu ngạo, trong tiên phủ cảnh có mấy người có thể đạt đến độ cao như vậy. Nhưng Lăng Hàn chỉ bị hắn nhốt một hồi, lại đột nhiên đại phát thần uy, phá giải bất diệt A Phạm Hỏa, điều này để hắn làm sao tin tưởng. Không có cái gì không thể, ở trong mắt ta ngươi chỉ là một cặn bã mà thôi, đánh bại một cặn bã lại có gì khó. Lăng Hàn từ tốn nói, trên nắm tay bùng lên ngọn lửa, kết ra một phù văn cổ xưa mà lại uy nghiêm. Oanh, 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 hồ ngôn nguyên bản có thể chống đối chừng trăm chiêu mới bị thua, nhưng bởi vì tâm trí bị đoạt, chiến ý giảm mạnh, cái này còn làm sao chống lại Lăng Hàn. Hắn bị đánh tơi bời, kêu thảm thiết không dứt, chỉ mười mấy chiêu mà thôi, hồ ngôn liền ngã trên mặt đất, dung nham mất đi khởi nguồn, nên không còn sôi trào nữa, bị trận pháp nơi đây trấn áp, hóa thành hư vô. Lăng Hàn nhìn về phía tể á, để cô gái nóng bỏng này không tự chủ được lui một bước, trên mặt có sợ hãi mãnh liệt, tựa hồ lo lắng cũng bị Lăng Hàn bạo đánh một trận. Trở về nói cho già lan, Lăng Hàn sách hồ ngôn lên, còn có ngươi, đi nói cho hồng hoang, muốn đến làm khách, ta rất hoan nghênh. Nhưng cần lấy chút thành ý ra, không nên để cho A miêu A Cẩu như các ngươi tới quấy rầy ta. Cút, hắn dương tay vung một cái, hồ ngôn nhất thời bị hắn ném ra thật xa. Tề á vừa thấy, không khỏi rụt thân thể xuống, vội vàng xoay người chạy chối chết. Ha ha, lăng hàn cười cợt, ngồi xuống tiếp tục uống trà. Nữ hoàng cùng hổ nữ cũng không có để ở trong lòng, tuy hồng hoang cùng già lan đã bước vào tiên phủ cảnh, lấy đế giả vô thượng chịu uy, lăng hàn tuyệt đối không thể là đối thủ của bọn họ. Nhưng nơi này là thánh nguyên học viện, quy tắc nên có vẫn sẽ có, nghĩ rằng hai người này cũng không dám trắng trợn bắt nạt người như vậy. Nhưng mà, Vẻn vẹn chỉ qua một hồi, chỉ thấy một cự linh thần trưởng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bàn tay trong suốt như ngọc, từng viên từng viên phù văn óng ánh, lấy tư thế không gì địch nổi trấn xuống xuống. Lăng Hàn vội vã nắm lên hai nữ, triển khai hư linh không gian, thân hình nhanh động. Ầm, um, cự trưởng hạ xuống, oanh, bốn động phủ của bọn người Lăng Hàn trong cùng một lúc biến thành phế tích. Oa, Lăng Hàn liên tục thổ huyết, cũng còn tốt, hai nữ được hắn che ở phía sau, không có bị trùng kích quá lớn không giống lăng hàn bị cự linh trưởng mang theo dư âm đụng một phát cái này quá dọa người vẻn vẹn chỉ là một đạo dư âm mà thôi lại có uy năng như vậy cường giả thăng nguyên cảnh ra tay đây là một cảnh cáo người hồng hoang ta không ai có thể nhục nhã một thanh âm thong thả vang lên mang theo khí phách vô cùng vô tận hồng hoang người xuất thủ lại là hồng hoang hắn cũng vẻn vẹn chỉ là nhất bí mà thôi đế giả vô thượng quả nhiên mạnh mẽ lăng hàn âm thầm gật đầu chẳng trách hồng hoang có thể sánh ngang kỳ vô danh, nếu như hắn cùng kỳ vô danh cao hơn một cảnh giới giao thủ, vậy kết quả căn bản không cần nhiều lời, hắn sẽ chết rất thảm. Người chưa từng xuất hiện, chỉ xa xa một trường, liền để hắn bị thương nhẹ, nếu không phải phản ứng đúng lúc, hắn thậm chí sẽ bị trọng thương. Hơn nữa, người này cực kỳ bá đạo, đây chính là thánh nguyên học viện, nhưng hồng hoang công nhiên ra tay với lăng hàn, lấy lớn ép nhỏ, hoàn toàn không nhìn quy tắc, hung hăng như vậy cũng thật hiếm thấy hạn ngươi ở trong vòng ba ngày đến hoang minh ta đưa tin là một tạp dịch quét rác bằng không lần sau ta đánh vỡ không phải động phủ của các ngươi âm thanh của hồng hoang lần thứ hai truyền tới rượu mời không uống hư tự mình chuốc lấy cực khổ âm thanh ầm ầm không hề cố kỵ tựa hồ ngay cả tiên vương cũng không để vào mắt sắc mặt của lăng hàn chìm xuống cách làm của hồng hoang ra ngoài dự liệu của hắn thứ này làm sao dám kiêu ngạo như thế nhất bí sao hắn uy nghiêm đáng sợ nói ỉ vào cao hơn hắn một cảnh giới liền có thể ngang tàng như thế. Kháo, cho rằng hắn sẽ không đột phá sao. Hồng hoang, bắt nạt một người mới như thế, còn thấp hơn mình một cảnh giới lớn có ý tứ sao. Một thanh âm cũng thong thả vang lên, thích thiện tử, người dám quản chuyện của ta. Hồng hoang tăng cao âm thanh, khí phách càng rực cháy. Người thứ hai là thích thiện tử trong tứ đại đế giả vô thượng, chẳng trách dám đối kháng hồng hoang. Ha ha, thích thiện tử chỉ cười nhạt, tiểu tăng chỉ là không ưa mà thôi, nếu như ngươi muốn chiến, tiểu tăng cũng không ngại hóa thành đấu chiến thắng Phật, cùng ngươi luận bàn một chút. Lần trước chiến một trận không có phân ra thắng bại, lần này có thể có kết quả. Hồng hoang rầm rầm nói, đến chiến, veo, một vệt kim quang lòe lòe, bóng người đột nhiên phóng lên trời, sau đó là một bóng người bay về phía không trung. Oanh, phía chân trời lập tức có tia sáng chói mắt giật động, rõ ràng cách vô cùng xa, nhưng có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Hai đế giả vô thượng đã khai chiến, lăng hàn kinh ngạc, Tại sao Thích Thiện Tử muốn ra mặt thay mình? Lẽ nào cũng muốn mời chào mình, Hồng Hoang và Thích Thiện Tử đến cùng là ai thắng, không có ai biết, nhưng Hồng Hoang không nhắc lại sự tình để Lăng Hàn đi Hoang Minh làm tạp dịch nữa, có thể thấy được hắn chí ít không có vượt qua Thích Thiện Tử. Có điều, Thích Thiện Tử cũng không có để ý tới Lăng Hàn, đúng là để Lăng Hàn có chút giật mình. Lại đợi 3 ngày, Lăng Hàn quyết định đi bái phòng Thích Thiện Tử một chút, đến tột cùng là nhân vật thế nào. Hắn chỉ có một người, đi tới trước động phủ của Thích Thiện Tử. Động phủ của Thích Thiện Tử mở rộng, ngoài cửa đứng một người trẻ tuổi biểu hiện ôn hòa, nhìn thấy Lăng Hàn đi tới, hắn hơi khom người nói: "Hóa ra là Hàn thiếu đến, Phật tử đại nhân đã chờ lâu, mời đến." Trong hồ lô bán thuốc gì a? À, Lăng Hàn nhanh chân đi vào động phủ, nơi này có động thiên khác, dùng tới không gian bí thuật, bên ngoài nhìn không lớn, nhưng bên trong không nhỏ một chút nào. Trong động phủ khắp nơi là hoa sen nở rộ, có phổ thông, cũng có ngân liên 5 lá, kim liên 9 lá, tử liên 18 lá hương sen tung bay, rõ ràng truyền vạn dặm. Chương 2438, người hỗ trợ là ai thượng? Đi tới nơi sâu xa của động phủ, giữa hồ có một cây thanh liên màu trắng, đóa hoa lớn tới một trượng, trung tâm ngồi xếp bằng một tăng nhân đầu trọc, khoác một cái áo cà sa màu vàng óng. Lăng Hàn liếc mắt nhìn, cảm thấy linh hồn thật giống như bị hấp ra, rơi vào trong hắc ám không cách nào hình dung. Trong lòng hắn cả kinh, vội vã giữ chặt tâm thần, lúc này mới kéo thần hồn trở lại. Thích thiện tử, một trong tứ đại đế giả vô thượng con hàng này thực sự là bất phàm ngươi muốn hỏi là tại sao tiểu tăng giúp ngươi lang hàn còn chưa mở lời tăng nhân kia liền mở miệng trước lang hàn gật gù nói tại sao hai người không thân không quen thế gian nào có chuyện vô duyên vô cớ thích thiện tử khẽ mỉm cười tiểu tăng không thể gặp chuyện bất bình rút sao tương trợ sao lang hàn cũng cười cợt nói tuy có khả năng như vậy nhưng ta vẫn tin tưởng có nguyên nhân càng sâu thích thiện tử nhìn lăng hàn vài lần mới nói không sai có người nhờ ta ra tay giúp ngươi một tay ai lăng hàn hỏi người kia dặn ta không cần nói ra tên của hắn vì lẽ đó xin lỗi thích thiện tử khẽ khom người lăng hàn kỳ quái tuy người sẵn lòng giúp mình rất nhiều nhưng có mặt mũi lớn như vậy mời được thích thiện tử ra tay hắn thực sự không nghĩ tới là ai hắn thầm nghĩ trong miệng nói bất kể nói thế nào vẫn cảm tạ hỗ trợ của ngươi Thích thiện tử cười nói, có điều, giúp người việc này, ta trả giá cũng không nhỏ. Hắn cũng không kiêng kỵ, kéo áo cà sa ở ngực, chỉ thấy nơi tim thình lình có một quyền ấn. Thiên địa khí phách quyền của hồng hoang đã đại thành, hắn nói, một bên kéo áo cà sa lại, người này đến từ phong tình điện, quả nhiên không thể khinh thường. Phong tình điện, trong lòng lăng hàn sông mạnh, nhất thời mở ra mấy cái nghi hoặc. Tại sao hồ ngôn nhận hồng hoang làm chủ? Bởi vì ngự hư giáo vốn phụ thuộc phong tình điện. Mà vì cái gì hồng hoang dám kiêu ngạo như thế, bởi vì sau lưng của hắn đứng một vị thiên tôn, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không dám quản quá nhiều. Thích thiện tử dám ra tay, cũng không phải là hắn gan lớn hơn tiên vương, mà là hắn ra tay làm sao cũng không thể xúc động một vị thiên tôn chân áp. Chiến cung cấp, đừng nói loại tồn tại vô thượng như thiên tôn, ngay cả tiên vương cũng sẽ không đi quản, bằng không đệ tử như vậy cũng quá phế, thu làm gì. Đây là nhất mạch hỗn nguyên đan, đối với chữa thương có chỗ tốt rất lớn lăng hàn nói sau đó vung tay ném về phía thích thiện tử một cái bình thuốc thích thiện tử tiếp nhận không khỏi kinh ngạc nói đây là thánh phẩm chữa thương trong đan dược tam tinh không nghĩ tới ngươi lại có bảo bối như vậy ồ lại còn là bảy lần luyện linh lần này hắn thực sự là cả kinh bảy lần luyện linh ở trong tứ tinh đại sư cũng khá hiếm thấy có điều tứ tinh đại sư đi luyện chế đan dược tam tinh hơn nữa còn bảy lần luyện linh quá nhàn rỗi đi ta luyện lăng hàn cười nói người ta giúp hắn một đại ân, hắn cũng không ngại tiết lộ một ít át chủ bài cho đối phương biết. Thích thiện tử kinh ngạc càng sâu, nếu như Lăng Hàn chỉ là một tứ tinh đại sư, thậm chí ngũ tinh đại sư hắn cũng không để ở trong lòng, dù sao hắn là đế giả vô thượng, tương lai tất có thể trở thành tiên vương tầng 9, vậy cần lưu ý một ngũ tinh đại đan sư sao? Nhưng Lăng Hàn còn có một thân phận, hắn đồng dạng là đế giả vô thượng tu ra chín phân hồn. Vậy thì khủng bố, thế gian lại có thiên tài như vậy. Hàn Lâm, tiểu tăng coi thường ngươi thích thiện tử thong thả nói lăng hàn cười ha ha nói sức chiến đấu của hồng hoang ra sao rất mạnh thích thiện tử lộ ra vẻ thận trọng nhưng lập tức liền nở nụ cười có điều hắn cũng bị tiểu tăng lấy vạn thế nhất chỉ oanh một phát thương thế không nhẹ hơn tiểu tăng nụ cười này lộ ra tự tin cùng kiêu ngạo xem ra tăng nhân này lục căn chưa sạch còn tràn đầy tâm tranh cường háo thắng vạn thế nhất chỉ lăng hàn đột nhiên nhớ tới trước hắn cùng kỳ vô danh liên thủ chiến vu lan phong hoa kỳ vô danh dùng ra một bí thuật để vu lan phong hoa biến sắc cũng kinh ngạc thốt lên bốn chữ vạn thế nhất chỉ lẽ nào kỳ vô danh cùng thích thiện tử có quan hệ gì sao hắn linh cơ hơi động nói là kỳ vô danh nhờ ngươi ra tay lời này hắn dùng chính là ngữ khí khẳng định thích thiện tử hơi sững sờ lập tức nở nụ cười không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ngươi đoán được lang hàn tâm tư bay nhanh kỳ vô danh chính là tiên vương tầng chín chuyển thế nhưng thân phận trước khi hắn chuyển thế bị thư nhã dung, đường Minh Long đoán được, Lăng Hàn là nửa điểm cũng không có manh mối. Gia hỏa kỳ vô danh này sát tính nặng hiếm thấy, lại là người trong Phật môn. Chờ chút, Phật môn tổng cộng chỉ có ba vị tiên vương tầng 9, nhưng trong đó hai vị vẫn tỏa trấn Phật môn, chỉ có người sáng lập Phật môn cửu đăng cổ Phật biến mất, nhưng không ai biết hắn đến cùng là chết, hay bế quan khổ tu ở nơi nào. Hiện tại có thể khẳng định, kỳ vô danh chính là cửu đăng cổ Phật chuyển thế thân. Chẳng trách, cửu đăng của Phật mở miệng, thích thiện tử đương nhiên phải nghe theo, đây chính là lão tổ tông dặn dò. Ha ha, có nhất mạch hỗn nguyên đan này, thương thế của ta có thể khôi phục sớm hơn thời gian dự tính khoảng một tháng. Thích thiện tử cười to, đến thời điểm đó ta liền đi tìm hồng hoang luận bàn, tức chết hắn. Thực lực của bọn họ tương đương, chưa oanh cái lưỡng bại câu thương, thích thiện tử cần bao lâu mới có thể khôi phục, hồng hoang cũng cần thời gian lâu như vậy. Nhưng hiện tại thích thiện tử có thất luyện nhất mạch hỗn nguyên đan, thời gian khôi phục cực kỳ sớm, lại đi tìm hồng hoang chiến đấu, vậy đối phương là chiến hay không đây? Chiến, đánh nhau thất bại, không chiến, sẽ bị thích thiện tử chê cười. Lăng Hàn cũng không khỏi nở nụ cười, hắn bị hồng hoang bức hiếp, hiện nay còn không cách nào báo thù, cũng vui vẻ nhìn thích thiện tử dùng phương thức như thế đi buồn nuôn một hồi. Hơn nữa, trong này cũng có bút tích của Lăng Hàn, coi như là lấy lợi tức trước. Kỷ vô danh này ngược lại cũng có ý tứ, hắn rõ ràng có thể ngang hàng hồng hoang, nhưng muốn mượn tay thích thiện tử, đây là cố ý không cho Lăng Hàn cảm kích sao. lang Hàn lắc đầu, hắn cùng kỳ vô danh trong lúc đó cuối cùng sẽ bạo phát đại chiến, mà hắn cũng có một loại cảm giác, nếu như trong thiên địa còn có thể sinh ra một tên thiên tôn mới, vậy nhất định là hắn cùng kỳ vô danh tranh. chương 2439, người hỗ trợ là ai? Hạ. Bất luận thích thiện tử, hồng hoang hay già lan còn chưa gặp mặt mạnh mẽ đến mức nào, nhưng trên người bọn họ đều thiếu một chút gì đó, để Lang Hàn không cho rằng bọn họ có thể bộc lộ tài năng. Lang Hàn nhân cơ hội hỏi Thích Thiện Tử một ít sự tình của Cửu Đăng của Phật, nhưng Thích Thiện Tử rất có chừng mực, nên nói liền nói cực kỳ thoải mái, không nên nói là một chữ cũng không đụng tới. Làm nửa ngày, Lang Hàn hiểu rõ Cửu Đăng của Phật vẫn dừng lại ở truyền thuyết bên ngoài. Hắn biết Thích Thiện Tử chắc chắn sẽ không nói, liền nói một tiếng đa tạ, rời đi động phủ của đối phương. Hiện tại ở trong học viện xuất hiện 6 đế giả vô thượng nhưng lăng hàn cùng vũ hoàng không thể nghi ngờ là yếu nhất bọn họ vẫn không có bước vào tiên phủ căn bản không có tư cách chống lại bốn người kỳ vô danh nên đi đột phá tiên phủ lăng hàn lẩm bẩm nói giống chạm trần phân hồn đột phá tiên phủ cũng cần đi địa phương đặc biệt nhưng không giống chính là thiên hồn địa hồn âm hồn dương hồn phải đi địa phương không giống chạm trần chỉ cần đi một lần là được tiên phủ giống phân hồn mỗi đột phá một cảnh giới liền đi tiên phủ bí cảnh một lần nhưng có thể lặp lại nơi đi tu luyện toàn bộ năm bí cảnh. Nghĩ đến vấn đề này, Lăng Hàn không khỏi hỏi tiểu tháp. Tiên phủ có thể có cảnh giới gì ngũ bí trở lên, như ngũ trảm, chín phân hồn không? Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi chứ. Tiểu tháp nở nụ cười, thật giống như lại bị con hàng này khinh bỉ. Lăng Hàn lắc đầu, sớm biết ngươi ác miệng, chút đả kích nho nhỏ ấy cũng muốn thương tổn đến ta. Tiểu tháp không có lại lắm lời nói, bí cảnh trong thân thể không chỉ ngũ tạng, còn có lục phủ, Lăng Hàn sướng sờ, hơi há miệng, ý của ngươi là, cảnh giới này tổng cộng có 11 cảnh giới nhỏ. Phân hồn đã cực kỳ biến thái, tổng cộng có 9 cảnh giới nhỏ mới có thể đạt đến viên mãn, nhưng tiên phủ cảnh càng thêm biến thái, cần 11 cái. Nếu như số học của ngươi không tệ lắm, vậy thì không sai rồi. Tiểu tháp không quên tiếp tục khinh bỉ Lăng Hàn, có điều, tiên phủ bí cảnh không có hạn chế, nhất định phải ở cảnh giới này đi nơi này, cảnh giới kia đi nơi kia, hơn nữa cũng không có hạn chế thời gian mở ra, nó dừng một chút, lại nói, người có hắc tháp 10 vạn lần thời gian gia tốc, muốn tu xong người một bí cảnh cũng không phải quá khó khăn. Đại khái chỉ khoảng vài tỷ năm mà thôi, Lăng Hàn không khỏi không nói gì, vài tỷ năm còn chỉ khoảng. May mắn chính là, hắc tháp gia tốc thời gian 10 vạn lần xác thực đủ mạnh, tính toán một chút, thời gian hiện thực chỉ khoảng mấy vạn năm mà thôi. Hắn vặn lấy ngón tay tính toán, tiên phủ cần mấy vạn năm, vậy thăng nguyên lại cần bao lâu, còn có tiên vương cảnh tầng 9, vậy có tư cách xung kích thiên tôn lại muốn bao nhiêu năm. Dị vực sắp đánh đến cửa ải, bằng không thiên địa cũng sẽ không cấp bách như vậy, hắn có nhiều thời gian như vậy sao? Dù như vậy, Lăng Hàn cũng không thể chỉ tu năm bí cảnh liền ngừng. Chỉ có mỗi cảnh giới đều tu đến hoàn mỹ, mới có hy vọng xung kích thiên tôn vị, thiếu một chút hoàn mỹ cũng không được, bằng không kỳ vô danh cũng không cần chuyển thế trùng tu. Được, trước tiên nghiên cứu một chút, bí cảnh thứ nhất làm sao tu. Tiên phủ chính là muốn ở trong người tu ra bí cảnh, nhưng làm sao tu ra bí cảnh đây? Vậy sẽ phải đi vào trong thiên địa bí cảnh tìm hiểu, mượn dùng lực lượng trong đó hoàn thành. Tỷ như Hồ Ngôn, hắn ở trong A Phạm Sơn mượn dùng bất diệt A phần hỏa luyện hóa trái tim thành thân thể bí cảnh thứ nhất. Tình huống của Lăng Hàn khá đặc thù, hắn tu luyện quy tắc thực quá nhiều, bởi vậy, hắn phải ngẫm lại đến cùng đi bí cảnh nào luyện ra bí cảnh thứ nhất của mình. Tốt nhất đều dùng quy tắc thời gian đi rèn luyện, vậy sau khi tu ra ngũ tàng bí cảnh, thể chất của ngươi sẽ tiến hóa thành thái trụ tiên thể. Tiểu tháp dừng một chút, lại nói, mà nếu tu ra lục phủ, thể chất của ngươi còn có thể tăng thêm một bước, trở thành thái trụ vô cực thể. Từ cổ trí kim là trụ cột, trên âm dương là vô cực. Tiểu tháp thông thả nói, lấy quy tắc thời gian luyện hóa ra 11 bí cảnh, có thể vượt qua cổ kim, thông suốt tương lai. Lăng hàn thở dài, cụ thể ta không biết, ngược lại cái này rất trâu đúng hay không. Đó là tự nhiên, tiểu tháp ngạo nhiên nói, các nàng hổ nếu cũng có thể tu ra 11 bí cảnh sao. Lăng Hàn lại hỏi, có thể là có thể, cũng không ai quy định tứ chảm không thể tu ra chín phân hồn, chỉ là ngũ chảm cũng không đạt đến, muốn tu ra chín phân hồn tự nhiên là khó như lên trời. Tiểu tháp nói, ngữ khí của nó không có một tia biến hóa, cái này cũng là nguyên nhân Lăng Hàn không muốn đấu võ mồm với nó, vốn là một khí linh, nói nhiều làm gì. Vậy có hy vọng thành tựu thiên tôn sao? Lăng Hàn đầy cõi lòng hy vọng hỏi, tiểu tháp xíu cợt một tiếng, coi như người có thể ngũ chảm, chín phân hồn, tu người một bí cảnh đến đỉnh điểm, nhưng có thể thành thiên tôn hay không, còn phải xem vận khí. Từ cổ trí kim, thiên kiêu vô số, ngươi cho rằng người giống như ngươi còn thiếu sao, quả thật rất ít, nhưng một kỷ nguyên vẫn có thể ra một cái, nhưng thành tiểu thiên tôn lại có mấy cái. Lăng Hàn gật đầu, ở dưới vùng thế giới này, coi như bởi vì dị vực xâm lấn mà phát sinh kỳ tích, có thiên tôn mới sinh ra, nhưng số lượng bao nhiêu. Khắp cả lịch sử, chưa từng có ví dụ một kỷ nguyên xuất hiện hai thiên tôn, thậm chí sau khi có một thiên tôn sinh ra, ít nhất phải 10 kỷ nguyên mới có thể sinh ra một vị thiên tôn khác. Như vậy, sau khi nhảy ra vùng thế giới này, nói không chắc loạn tinh cùng hổ nữ đều có khả năng thành tựu thiên tôn. Lăng Hàn tự nói, nếu không thì, tu ra chín phân hồn, 11 bí cảnh cũng vô dụng. Có thể, hoàn cảnh võ đạo của dị vực càng thêm yêu dị, không cần ngũ trảm, chín phân hồn, 11 bí cảnh hà khắc như vậy mới có thể đột phá thiên tôn. Đây là một ý nghĩ nguy hiểm, tiểu tháp nghiêm nghị nói. Mặc dù tam giới tháp là thiên tôn bảo khí vượt qua quy tắc, nhưng vẫn chế tạo ra ở vùng thế giới này, cũng chỉ có ở trong vùng thế giới này mới có thể phát huy hiệu quả. Ví dụ đơn giản nhất, hiện tại 10 vạn lần gia tốc thời gian của người phóng tới dị vực sẽ không hữu hiệu.